Phải nói là rất là mạnh mẽ luôn trong cái liên khúc này. Cảm ơn tụi con. Ba giám khảo thân mến, quý vị khán giả thân mến, nhìn trên sân khấu thì nhìn hai con có vẻ như là Ngọc Nhi cao hơn và trông có vẻ lớn hơn đúng không ạ? Nhưng không, Nhật Minh 13, Ngọc Nhi 12 tuổi. Ồ. Nhỏ hơn nhưng mà lại là lớn tuổi hơn. Hai bạn này đều là cái giọng ca rất là khỏe. Cô rất là thích hai đứa con. Hát song ca như vừa rồi là rất thành công, rất hòa quyện. Cô chúc mừng hai đứa, rất dạ, tốt. Con cảm ơn cô. Cảm ơn cô Đăng Trang. Cô Khả Như nổi da gà, thấy hai con diễn mà ốc ác cô nó giận ngược. Cô cứ ngồi cô vuốt nó xuống vậy nè. Thật sự nó đã quá chị. Thật sự cô cảm thấy nó đầy cảm xúc bên trong tụi con. Những cái bài hát rock như thế này thường rất là dễ cho người ta cảm thấy khó nghe, nó khó cảm, nhưng mà tụi con hát làm cho cô thấy tình cảm, nó có cái sự rưng rưng ở trong đó. Và cái điều mà khi mà một ca sĩ hát thành công là gì? Đó là đưa cảm xúc mình vào và truyền tải được cho khán giả. Khán giả là ai? Là cô, là tất cả mọi người đang xem tụi con hát. Cô cảm nhận như vậy và cô tin chắc là ai cũng sẽ như vậy. Chúc mừng các con. Dạ, cảm ơn cô. Cảm ơn cô Khả Như. Chú Hoàng Nhật Nam ạ, xin mời chú. Hai con biết sao, cái bài này làm chú nhớ tới hồi đầu năm nay chú có làm tổng đạo diễn cho Festival Cà Phê Buôn Ma Thuột đó. Và có cái bài Đôi Chân Trần này, và do hai con trai của bác Yvonne hát. Đó là chú Yvonne và Iarea hát cái bài này và rất là tự sự, như một cái sự hoài niệm về một cái giọng hát của đại ngàn, của cao nguyên. Hai con biết sao, chú đã mượn lại cái hình ảnh trong cái show đó để minh họa cho hai tụi con. Đó. Ở đây là cái bóng thật nha. Và chú Nam đã mời một người đàn ông và một bé trai ED chụp hình mặc đồ trang phục Tây Nguyên luôn, để tạo nên những cái hình bóng như thế này. Cho nên là chú rất là xúc cảm. Và đặc biệt hơn là khi hai chú Yvonne và Iarea hát thì dường như là nó càng vút cao và nó rất là sâu sắc, như là rưng rưng luôn. Thì hôm nay hai con đã thể hiện lại và cho chú tìm lại cái cảm xúc đó. Và chú thích tụi con đó là lúc bạn này hát thì bạn kia vẫn diễn, vẫn cứ feel theo. Tức là không khi nào mình ngừng thả hồn theo cái bài hát cả. Thì đây là một cái điểm rất là ghi điểm trong bài hát này. Chúc mừng hai con. Dạ, cảm ơn chú. Cảm ơn anh Nam rất là nhiều. Và phải nói là tụi con khá là may mắn khi có một đạo diễn đã nghiên cứu rất là kỹ những ca khúc này và mang những hình ảnh thật là chân thật nhất lên sân khấu. Mà chú nghĩ là để chân thật hơn thì phải hát thị phạm cho tụi con nghe một câu nào đó. Xin mời đạo diễn Hoàng Nhật Nam cất cao giọng hát của mình. Thôi thì đã yêu cầu rồi, dạ. Và cũng nói nhiều quá mà không thể hiện trước các con thì cũng kỳ. Nhưng mà chú không có phải là ca sĩ nha. Cũng một bài nó cũng gợi nhớ tới cái Tây Nguyên. Đó là cái bài mà chú hay đi hát karaoke lắm. Đó là bài Giấc Mơ Chapi. Yeah, một tràng hô tay. Yeah. Giấc Mơ Chapi. Ở nơi ấy tôi đã thấy trên ngọn núi cao có hai người. Chỉ có hai người yêu nhau. Họ đã sống không mùa đông, không mùa nắng mưa. Có một mùa, chỉ có một mùa yêu nhau. Ở nơi ấy đàn dê trắng nhơn nhớ quanh đồi. Một mái tranh nghèo, một nhà sàn yên vui. Ở nơi ấy họ đã sống cuộc sống anh bình. Anh nghèo cũng có cây đàn Chapi. Khi rung lên vài sợi dây đàn đã đông đầy hồn người giấc lây. Chắc là chỉ vậy thôi. Hay luôn á chị Trang hả? Trời, không ngờ anh Nam hát hay vậy ta. Anh Nam thân mến, thật sự anh nên có một cái tiết mục trình diễn đặc biệt nào đó trên sân khấu của cặp đôi vàng nhí, song ca với chị Đoan Trang chẳng hạn, đúng không ạ? Bởi vì là hai giám khảo của chúng ta hát rất hay. Và một tràng hỗ tay cho hai giám khảo. Hy vọng rằng là tụi con sẽ có cái lửa này, cái mê này nhiều hơn trên sân khấu nhé. Một lần nữa, một tràng hỗ tay cho Nhật Minh và Ngọc Nhi. Tiếng sao ai cho mà nghe âm hồn này chẳng để làm lẽ. Thương cha xót mẹ thì đành mà phận đời mình chơi vơi. Để mình nói cho mà nghe hết năm nay mình vẫn còn trẻ. Xuân đến tới rồi nên mình cũng muốn đi chơi. Này là mình đi theo giấc mơ sáng mai gọi mời, nơi vòng tay ấm em chẳng rơi. Hoa ban trắng nở đầy con bạn đỏ, hương sắc còn chưa phai. Đời mình đâu có mấy vui, có sao lại buồn. Biết ngày mai trắng nên hãy tròn vuông. Em không bán qua bao giây rồi, tiếc không một đời đón con. Để mình nói cho mà nghe, để mình nói cho mà nghe. Để mình 1, 2, 3 go. Mình còn trẻ mình muốn đi chơi, thanh xuân rất là phải nghỉ ngơi. Hoa bàn trắng trên nơi chấm mờ, niềm như tăng hồn em còn như thơ. Khi là dòng chuối thật mộng mơ, có khi là đồi núi đến thơ. Vậy tại sao lại không bắt cỏ nơi đây để ta thoải mái chìm đắm trong mê say mùa xuân này? Mình muốn sung sinh trong vách hoa, hôm đi làm sao biết ngoài kia một mai là sương hay nắng tỏa. Giấc mộng này mình sẽ nắm lấy, mình chẳng muốn ai dắt tay và hết hôm nay mình sẽ trốn khỏi nơi đây. Để mình nói cho mà nghe tâm hồn đây chẳng để lặng lẽ. Thương cho xót mẹ thôi thì mặc phận đời mình chơi vơi. Để mình nói cho mà nghe hết năm nay mình còn trẻ. Xuân đang tới rồi nên mình cũng muốn đi chơi. Này là mình đi theo giấc mơ sáng mai gọi mời, nơi vòng tay ấm em chẳng rơi. Hoa ban trắng nơi đây con bạn đỏ, hứa sắp còn chưa phai. Đời mình đâu có mấy vui, có sao lại buồn. Biết ngày mai trắng nên hãy tròn vuông. Em không bán qua bao giờ rồi, tiếc không một đời đơn côi. Này là mình đi theo giấc mơ gọi mời, nơi vòng tay ấm em chẳng rơi. Hoa ban trắng nở đầy con bạn nở, hứa sắp còn chưa phai. Đời mình đâu có mấy vui, có sao lại buồn. Biết ngày mai trắng nên hãy tròn vuông. Em không bán qua bao giờ rồi, tiếc không một đời đơn côi. Để mình nói cho mà nghe, để mình nói cho mà nghe. Wow, và đó chính là Kim Jae-bin và Cẩm Tú. Một cái hôn tay thật lớn lên nào. Thank you dancer. Xin được cảm ơn vũ đàn ô. Dạ, 안녕하세요. 저는 민수입니다. Sâu. Cảm ơn Chúa. Dạ. Tự trọng. Dạ không chị, em giao lưu bằng tiếng Hàn được ạ. Coi em con bé nó trả lời em bằng tiếng gì. Mời con, 저는 민수입니다. And you? Dạ con xin tự giới thiệu. Con nói được tiếng Việt hả? Vâng. Vâng, con chào mọi người tí. Dạ con xin tự giới thiệu, con tên là Kim Jae-bin, năm nay con 11 tuổi và con đến từ Bình Dương ạ. Trời đất ơi. Nhưng mà con trai cho chú hỏi nè, thế thì ở nhà con ai là người Hàn Quốc? Dạ là bố con ạ. Bố con, còn mẹ là người Việt Nam. Vâng ạ. Thế thì con có cái tên tiếng Việt không? Dạ con có nhưng mà con quên lắm rồi. Trời, quên luôn là vậy. Dạ, chí quen là Kim Jae-bin. Con Cẩm Tú, gửi lời chào đến mọi người nào con. Con xin chào ba vị ban giám khảo, tất cả mọi người đang ngồi ở trong trường quay. Con tên là Võ Cẩm Tú, năm nay con được 11 tuổi. Ồ, bằng tuổi luôn, vỗ tay cho hai tụi con. Một tiết mục rất là giải trí ở phần cuối chương trình đúng không ạ? Không biết là ba giám khảo đang nhận thấy như thế nào? Mời anh Hoàng Nhật Nam. Thôi mời cô Khả Như trước đi, vì cô Khả Như rất là muốn lên nhảy luôn. Cổ ngồi dưới này cổ cứ lắc lư luôn này. Em nghĩ là chị Như mà muốn lên nhảy thì nó không có ấn tượng bằng ba giám khảo lên đây nhảy luôn. Một tràng hô tay cho ba giám khảo lên sân khấu cho tụi em ạ. Xin mời ạ. Thưa quý vị, và sau đây sẽ là một tiết mục đặc sắc nhất trên sân khấu của cặp đôi vàng nhị. Âm nhạc lên. Mình còn trẻ mình muốn đi chơi. Này là mình đi theo giấc mơ sáng mai gọi mời, nơi vòng tay ấm em chẳng rơi. Hoa ban trắng nơi đây con bạn nhỏ, hứa sắp còn chưa phai. cái vũ đoàn mà không có một cái tổ hợp nào mình nó dính với nhau. Đôi khi là người ta nói mà cái sự sáng tạo táo bạo này nó cũng gây ấn tượng. Nếu như quý vị thích thì vỗ tay thật lớn cho vũ đoàn bớt đắc dĩ bọn em à. Thế đúng mới rồi. Nói là khó đúng không ạ? Cho nên là các con ngày hôm nay rất là giỏi rồi. Nói Nam chung là chú là đạo diễn, chú nói rất là hay, hướng dẫn này kia, nhưng mà lúc lên sân khấu ánh đèn chiếu vào không có còn mà tự nhiên chân tay gì cả, cho nên là chú rất là cảm thấy rất là nể, rất là phục tụi con, dù là nhỏ nhưng mà có bản lĩnh sân khấu. Dạ con cảm ơn chú. Cảm ơn chị Đoan Trang, cảm ơn chị Khả Như và cảm ơn Hoàng Nhật Nam. Thôi mình về. Tụi con phải biết một điều rằng là để mà tạo được một cái truyền cảm hứng, cái năng lượng cho người khác là không phải dễ. Cho nên tụi con đã có một cái tiết mục rất là sôi động để khiến cho ban giám khảo phải lên đây nhảy tưng bừng hoa lá cơ mà, đúng không? Thế thì bây giờ ngồi lại vị trí ban giám khảo của mình thì không biết là cô Đoan Trang có nhận xét và chia sẻ gì với các con hay không ạ? Xin mời cô. Lần đầu tiên thì cô biết tới Kim Jae-bin, nhưng mà cô đã gặp Cẩm Tú ở trong Tuyệt Đỉnh Song Ca Nhí mùa đầu. Con ở bên đội của chú Dương Triều Vũ đúng không? Dạ. Con có một cái đặc trưng riêng của con là con hát và con có vũ đạo. Đó. Tuy nhiên á, thì cái vũ đạo mình cũng phải tính chút xíu con ha. Tại vì nếu mà vừa hát vừa nhảy đó thì là một điều vô cùng khó khăn. Nó sẽ làm mất cái hơi của mình à, cho nên mình để ý cái đó. Với lại pin á, con để ý cái mic của mình nha con. Khi mà hát á, thì ngay cả mình di chuyển ở đâu cũng vậy, mình cũng phải để ý cái mic của mình. Diễn thì diễn nhưng mà phải canh. Chứ còn có lúc con giật lên giật xuống thì cái âm thanh của mình đi nó không đều. Thì như vậy thì cái phần hòa quyện của mình mất đi hiệu quả chút xíu. Tuy nhiên, cô thấy hai đứa con rất là dễ thương trong chương trình này. Tụi con có thể rất là đa dạng và có vũ đạo rồi. Cái nét hai đứa con rất là mới, cho nên là có thể sẽ là cái cảm hứng cho thầy cô sẽ dàn dựng cho các con nhiều tiết mục rất là thú vị. Dạ con cảm ơn cô. Okay, chúc mừng hai con. Mời chị Khả Như ạ. Cái đoạn phối này rất đáng yêu luôn á, nó làm cho cô nhún nhảy theo mà rất là dễ thương. Và cái cách tụi con trình diễn á, đúng giống như cô Đoan Trang nói là khi mà Cẩm Tú, khi mà con biểu diễn đúng là con phải tính động tác. Tại vì cô khi mà cô ngồi á, cô là không phải là ca sĩ, nhưng mà khi cô ngồi cô thấy cô múa nhiều quá, cái cô bị phân tán á, với lại cái giọng của con sẽ không tập trung được giống như cô nói. Nhưng tuy nhiên đây là một cái tiết mục nào đối với cô đó là một tiết mục giải trí thật sự, và hai bạn làm cho cô cảm thấy rất là nhí nhố, rất là đáng yêu. Cảm ơn hai con rất nhiều. Dạ con cảm ơn cô. Xin được cảm ơn chị Khả Như ạ. Xin được mời anh Hoàng Nhật Nam. Chú rất thích cái màu của hai con Kim Jae-bin này. Cách của con diễn á, nó có cái gì đó nó rất là mộc mạc, và con không có phải là thực sự là điêu luyện và nhiều kinh nghiệm, nhưng mà chính cái điều đó nó làm cho những cái bước di chuyển của con hoặc là những cái cách trình diễn á, nó rất là dễ thương và đáng yêu, có cái gì đó rất là thu hút đó. Và con chú ý hơn về cái thái độ của mình diễn, hoặc là mình đừng căng thẳng quá nha, thì mình sẽ trình diễn nó tốt hơn. Chú rất thích cái đoạn đầu mà con hát, con đi rất là đẹp, và cái giọng ngân của con nữa, nghe như là tiếng sáo ai đang lững lơ, là đúng những cái câu đầu đó hát chú rất thích. Con nhớ phát huy những cái điều đó. Còn về Cẩm Tú, con diễn thần thái của con, những động tác tay đưa ra vào hay là nó theo cái nhịp nhạc và rất là tươi vui với thần sắc của con nữa. Và chỉ cần chú ý thêm về mặt giọng hát như cô Đoan Trang nữa thì con sẽ hoàn hảo hơn. Dạ con cảm ơn chú. Cảm ơn ban giám khảo rất là nhiều. Kim Jae-bin, bây giờ con nói một câu bằng tiếng Hàn Quốc. Con nói là con cảm ơn lời nhận xét của ban giám khảo, và con sẽ cùng với Cẩm Tú cố gắng hơn trong tập tiếp theo. Nói làm sao nè, tiếng Hàn nè. Là cho chú là con ở Việt Nam lâu rồi nên con không nói được tiếng Hàn hả? Vâng. Chú Nam có thấy một cái mâu thuẫn nha. Ở Việt Nam lâu rồi không biết nói tiếng Hàn Quốc, nhưng vì sao con lại quên cái tên tiếng Việt của con? Vì con nên nhớ con là một nửa dòng máu Việt mà, đúng không? Dạ vâng ạ. Thì đề bài của chú Nam rất đơn giản. Chú Nam muốn biết tên tiếng Việt của con và một câu của con nói bằng tiếng Hàn vào tập sau. Cảm ơn chú Nam rất nhiều. Và đây là bài tập của con về nhà nha. Một lần nữa một tràng hỗ tay cho Kim Jae-bin và Cẩm Tú. Có người không phải kẻ đầu tiên thống trị vùng đất này. Ngày xưa rất xưa, những quái vật đại diện cho sự giận dữ của thiên nhiên thầy nhau tác quái, không cho bất kỳ sinh vật nào sinh sống. Mãi cho đến một ngày truyền thuyết xuất hiện. đi dạo ngọn gió, gió ở trên non, gió gọi tình yêu tìm nơi du của biển. Đi dạo ngọn sông, sông ngoài khơi xa, sông du tình cha nên ngàn non tìm về. Di dao di dao, di dao di dao, di dao di dao, di dao di dao. Chuyện cổ tích ngày xưa, trời xanh chỉ hai người, lạ lòng con nâu cờ gặp nhau trên thế gian, loại người bắt đầu yêu. Chuyện trong trứng sinh ra, 50 đi lên núi, 50 xuống biển sâu. Biển sông đại dương có bàn tay cha giàu, mặt đất hoang vu bèo cờ xây đá. Di dào còn gió, gió ở trên non, gió gọi tình yêu tìm lời du của biển. Di dào ngọn sông, sông ngoài khơi xa, sông du tình cha lên ngàn non tìm mẹ. Di dào ngọn gió, gió ở trên non, gió gọi tình yêu tìm lời du của biển. Dì dào ngọn sông, sông ngoài khơi xa, sông du tình cha lên ngàn non tìm mẹ. Hãy đấu thần tiên đi lấy vợ, sơn tinh thủy tinh lòng tơ vương. Không quản rừng cao sông cách trở, cùng đến Phong Châu xin mỹ nương. Tình yêu gạt đi lý trí, là khi mình khơi thở than vì những hoang tàn. Khi tình yêu đập ta kiều hơi tan biên giới, kẻ đánh cắp trái tim vì thương em lại trả lại đây những anh bình minh. Có thấy tiếng sông gầm gào vang vách đá, em có thấy những tiếng cười trên giữa nhân gian. Đời hùng vương thứ 6, nước nhà đang bình yên, bỗng giặc ấn khát máu sang xâm lấn nước mình. Một hôm loa vang gọi của sứ giả loa loa, ai là người tài giỏi mau ra cứu nước nhà. Chú bé rồng đã lớn nhanh hơn rồi, yêu quê hương yêu nước non nhà. Lũ giặc đến chú xâm phạm nước ta, rồng sẽ đánh cho cuộc giặc thành ma. Rồng đã lớn rồng đánh giặc một mình, cho người dân sông yên vui thanh bình. Lũ giặc đến sẽ không còn đường về, hãy ghi nhớ tên anh hùng nước Nam. Thánh rồng ngàn năm anh hùng, thánh rồng ngàn lời vẫn ghi. Thánh rồng là trang anh hùng, thánh rồng là người nước Nam. Cổ tích Việt Nam. Wow, Văn Minh và Ngọc Dầu, quá tuyệt vời. Thank you dancer. Xin được cảm ơn vũ đoàn Power. Cái câu kết quá đẹp luôn, quá là hoành tráng. Bởi vì các con giống như là đưa tất cả quý vị khán giả và ban giám khảo về với một tuyển tập câu chuyện cổ tích hoàn toàn khác nhau. Trong đó có là con rồng cháu tiên, sơn tinh thủy tinh và thánh giống nữa. Và âm nhạc đúng sở trường của mình đúng không? Cho nên là rất là tự tin. Xin được mời ý kiến của ban giám khảo. Mời chị Đoan Trang trước ạ. Thực sự mà nói là tụi con trưởng thành, tụi con đã cảm nhận được bài hát của mình, tụi con có được cái tinh thần đó. Không phải là mình được tập, được luyện rồi hát theo lời của thầy cô nữa, mà các con hoàn toàn chủ động trên sân khấu. Ngọc Dầu như cô đã nói với con là con rất là biết cách để mà làm cho mình tỏa sáng. Còn với Văn Minh cũng vậy, cô thấy càng ngày con càng thể hiện được cái tôi của mình trong âm nhạc. Cái tạo hình của tụi con ngày hôm nay quá đẹp, đồ trang phục đầu tư rất là đẹp. Cô là bình thường cô cũng khá là đơn giản ngay cả trên bàn giám khảo, bởi vì cô muốn thể hiện cái cá tính riêng của mình trong cái trang phục, trong cái thời trang của mình. Cho nên ngày hôm nay cô có cái vương miện này cô đã thấy ngại lắm rồi. Nhưng mà hai cái vương miện của tụi con là gấp 10 lần hai cái vương miệng của cô. Có nặng không con? Cô yên tâm đi, bên đó chiếu hơn cô rồi cho nên thì cô đó. Chính xác. Tụi con cũng một lần nữa cho cô thấy Văn Minh với Ngọc Dầu là ở đây biết cách hòa quyện với nhau. Ai hát chính thì là cái âm lượng của người đó phải lớn hơn, ai hát bè thì biết bỏ micro xa hơn chút xíu. Mà hai người này là không phải là một người hát chính, một người hát bè không đâu nha. Người này hát chính, người kia hát bè, qua câu kia người này trở nên hát chính và người này hát bè, xen kẽ và xoay chuyển liên tục. Như vậy là chứng tỏ là cái thẩm âm cũng như là cái nghe nhạc, cái năng khiếu nghe nhạc của tụi con rất là cao độ. Bởi vì tụi con có thể nghe được bạn, tụi con có thể nhớ được cái âm của mình, cái hợp âm đó như thế nào để vào cho nó đúng chuẩn xác. Rồi thêm cái nữa là ngoài cái phần đó ra tụi con còn phải chiến đấu với những cái việc như là lên tông, rồi phải làm cho khán giả sôi động ở những cái phần sau, rồi phải cùng với vũ đoàn. Phải nói là một tiết mục thành công, cô thấy cô rất là mừng cho Văn Minh, Ngọc Dầu. Dạ, cảm ơn cô. Chú Gia Bảo ơi, chú thấy sao, chú mới mở đầu chương trình mà dội chứ chú? Thật ra là chú Gia Bảo cũng rất là bất ngờ, bởi vì đây là một tiết mục mở đầu. Thì thường là những tiết mục mở đầu á, người ta hay bị lo, với lại hay bị rung, hay bị sợ. Nhưng mà ở hai con là thấy không hề có một sự rung rẩy gì hết. Và hai bạn diễn rất là có giao lưu với nhau, chứ không phải là mạnh ai nấy hát. Và chú thấy trong hai bạn đó thì bạn Ngọc Dầu có vẻ là bình tĩnh hơn, còn bạn Văn Minh thì chú Bảo thấy là con có một cái phong cách hát rất là riêng biệt đó. Mà nếu mà gọi là người lớn thì có chú Đàm Vĩnh Hưng mà lửa rần là chú Bảo thấy con có được cái màu sắc giống chú Đàm Vĩnh Hưng rồi, rất là lửa. Và đặc biệt đây là một cái tiết mục cổ tích nhưng mà lại là một bài học lịch sử nữa đó, rất là bổ ích. Và bởi vì mình có nhắc tới cha Lạc Long Quân, mẹ Âu Cơ, là từ đó mà ra những câu chuyện sau này, và cuối cùng là Thánh Giống đánh đuổi giặc để bảo vệ bờ cõi của chúng ta, là nhắc nhở tất cả mọi người dù trong thời yên bình nhưng chúng ta cũng phải biết luôn luôn với tư cách là bảo vệ đất nước chủ quyền của chúng ta. Là một tiết mục phải nói là mở màn rất tuyệt vời và làm dậy sóng toàn bộ khán giả ở đây. Một tràng pháo tay thật lớn dành cho hai con. Dạ con cảm ơn chú. Mời chú Hoàng Nhật Nam tiếp nối ạ. Chú có một cái điểm góp ý thôi chứ không phải là chê. Dạ. Mọi thứ là cứ lên cao trào và dậy sóng. Và cái điểm ao cuối rất là quan trọng. Khi mà vũ đoàn các cô chú nâng hai con lên để kết thì có một cái dàn trống vang bang. Đó thì mình đưa tay ra thì mình đưa bị sớm quá. Thì nếu như mà tụi con canh đúng á, và thuộc bài hơn thì mình canh đúng cái nhạc đó, mình phải bang ra thì nó ép phê hơn. Nhưng mà chú nghĩ đó chỉ là một cái điểm nhỏ thôi, đúng nó không rồi. Đáng kể lắm đâu. Còn lại thì tổng thể thì chú rất là thích cái năng lượng của tụi con truyền đến rất là rực lửa. Chúc mừng hai con. Dạ con cảm ơn chú. Xin được cảm ơn ban giám khảo rất nhiều và chắc chắn rồi tụi con đã rất vui đúng không? Bởi vì là đã hoàn thành xong tiết mục rất là hoành tráng, rất là suôn sẻ và tụi con nên nở một nụ cười thật là tươi đi. Chắc chắn ngày hôm nay chú tin điểm số cũng rất là cao. Và đây là cặp đôi Văn Minh và Ngọc Dầu. Nụ chị đó, con ơi Thái Hà, ốm nhôm ốm nhách mà hát ngọt như vậy. Con đã biết là mình hát ngọt như vậy lâu chưa? Dạ chưa. Trời. Thì con đi hát từ lúc mấy tuổi nè? Dạ con đi hát lúc hè lớp 3. Lớp 3 là mấy tuổi nè? Dạ Lớp 1 là 6 tuổi, lớp 2 là 7 tuổi, lớp 3 là 8 tuổi. Giờ mấy tuổi? Dạ 11 tuổi. 11 tuổi, 11 trừ 8 con. Ủa sao tự nhiên làm toán vậy? Thì trẻ con mà chị làm toán cho các con. Không em ơi, trẻ con giờ người ta làm tới cái khác rồi người ta lên sân khấu người ta hát. Dạ, em quên, em sai. Dạ xin lỗi chị Như, một tràng hớt thôi chị Khả Như. Vâng ạ. Con đi hát 3 năm rồi đúng không? Con hát rất là ngọt ngào luôn. Tấn Bảo cũng vậy, con đi hát được bao nhiêu năm rồi? Con cũng chưa có đếm. Chưa có đếm. Con đi hát từ năm bao nhiêu tuổi? Thôi bây giờ mình nói chuyện với nhau đi để em đi giao lưu với thí sinh. Ra dạy toán rồi là sao anh? Thôi giờ mình giao lưu với nhau rồi, đi giao lưu xong rồi. Dạ em xin lỗi anh Hoàng Nhật Nam. Đi hát lúc mấy tuổi? Dạ em. Hai con thân mến, lắng nghe ý kiến của ban giám khảo nha, nóng lòng chia sẻ dữ lắm rồi. Dạ mời cô Đoan Trang ạ. Hôm nay cô được gặp lại Thái Hà, một cậu học trò cưng của thầy Quốc Đại ha, trong thử tài siêu nhí mùa 4 vừa rồi. Giọng hát của con như cô đã từng nói, nó như là tiếng chu ngân á. Đúng rồi. Và nó hát ổn định đến nỗi mà con hát cô cứ tưởng tượng con hát mở đĩa, hát lip sync. Đúng quá, đúng ý em quá luôn, rất là hay luôn á. Cho nên cố gắng giữ điều đó ha con. Còn với Tấn Bảo á, thì lần đầu tiên cô gặp con, nhưng mà cô khen con là con phối hợp với em rất là tốt. Cho nên hai đứa con cố gắng lên nha. Hai đứa con sẽ là một cái cặp đôi đáng gờm trong cặp đôi vàng nhí của lần này đó. Chúc mừng hai đứa con. Cảm ơn cô. Cảm ơn cô Đoan Trang. Và cô Khả Như thì thấy sao ạ? Nãy giờ cô Đoan Trang nói đúng ý quá. Nãy giờ cô Đoan Trang nói mà Khả Như cứ vỗ tay như thế này. Là chị là như hết trên quá, đúng không ạ? Như trên, như trên. Cảm ơn chị rất nhiều. Khoan cho khen. Ôi, nó thiệt luôn á, hai đứa con mặc hai bộ đồ dễ thương quá. Tông xịt tông. Nó có một cái gì đó nó rất là phối hợp với nhau, nó rất là kết nối với nhau. Cô thích quá con ơi, đáng yêu quá à. Mê quá à, vậy mê quá đúng không? Mấy con biết sao không? Chú Nam á là mê cái cách mà cô Khả Như nhận xét với lại tương tác với thí sinh á. Chú nhớ là những cái mùa mà tuyệt đỉnh song ca nhí trước á, là đội của cổ là cái đội đĩa bay á, có một cái câu khẩu hiệu để mà hô hào cho thí sinh về. Và hôm nay á, chú rất mong muốn được nghe lại. Không biết là Tấn Bảo với Thái Hà có mong muốn cô Khả Như hô cái câu đó không? Anh không cần hỏi vậy, con mà nói không em cũng mời nữa. Tại vì em quá thích đi. Các con thân mến, nếu như các con thành tâm muốn biết thì cô sẽ sẵn lòng trả lời. Để đề phòng thế giới bị phá hủy, để bảo vệ nền hòa bình thế giới, chúng tôi đại diện cho những nhân vật phản diện đầy khả ái và gây gắt lòng người. Có mình cô, không có Ngô Kỷ Quy. Chúng tôi là đội tên lửa bảo vệ giải ngân hà, một tương lai tươi sáng để chờ đợi chúng ta. Ôi, bài tới. Rồi đĩa bay tới đó, đĩa bay tới đó, đĩa bay tới. Là mỗi tập là phải nói nhưng mà nói dài vậy hả? Dạ đúng. Vậy không phải mỗi tập chị, mỗi tiết mục. Mê tiết mục nào là nói câu này. Dạ, tụi em văn bị kém đó chị, học thuộc được có nhiêu đó nói nhiêu đó. Còn bây giờ không biết anh Nam có đồng cảm với ca khúc này của hai bé hay không ạ? Hai con như là hai quý ông nhí với cái cách thể hiện rất là lịch lãm, chú thích theo kiểu như thế này. Và mỗi một cháu thì lại thể hiện theo một cái thế mạnh khác nhau. Thái Hà thì một cái chất giọng rất là sắc bén trên cao, còn Tấn Bảo thì đảm nhiệm cái phần trầm và giọng dài hơn. Và hai anh em hôm nay rất là đồng thanh đồng thủ, rất là hợp với nhau trong cái tiết mục này. Và chú rất mong là hai con sẽ đem đến nhiều điều bất ngờ hơn nữa trong những tiết mục tiếp theo. Rất là kỳ vọng luôn. Dạ, xin được cảm ơn ban giám khảo. Chúc cho tụi con ngày hôm nay ấn tượng rồi thì những vòng sau sẽ ấn tượng không kém nhé. Nào, chúc mừng tụi con. Trên đường con phố, tìm những phút giây nhẹ nhàng. anh sẽ gói bao câu ca từ đời. Người cho tôi tình cao quý trong cuộc đời. Tình bạn ta mãi mãi không hề phai. Ta cùng bước trên con đường dài. Cảm ơn trời, người ban cho tình thân khó phai. Buồn vui ta đã cho nhau niềm tin. You and I, ngày đêm ca hát cho vơi sầu đau. Và ta sẽ nhớ nhau trong đời. Dẫu xa nhau muôn trùng, tình bạn thân thiết không bao giờ sẽ không phai trong cuộc đời hai chúng ta. Và đó chính là Đức Vĩnh và Quỳnh Anh. Cảm ơn tụi con. Mở màn cho chủ đề này rất là đẹp luôn. Không biết là cảm xúc của chị Đoan Trang như thế nào ạ? Xin mời chị. Hai đứa con đúng là một cặp bạn thân, cùng nhau chia sẻ, ít nhất là trong chương trình này. Cô tin là sau này khi hai đứa lớn lên, tụi con xem những cái khoảnh khắc này, tụi con sẽ cảm thấy rất là tự hào về cái khoảng thời gian mà mình đã trải qua. Các con đã có những trải nghiệm để các con có thể mài dũa đam mê của mình. Phải quý trọng nó nha con. Ca khúc này vẫn là một cái bài hát rất là phù hợp với hai đứa con. Nó dễ thương, nó hòa quyện, hai đứa con hát nhẹ nhàng, chất giọng thì luôn luôn rất là đẹp. Và cái điều mà cô thích nhất ở hai đứa con đó là cái chất ngân của tụi con rất là quyến rũ, rất là hay. Có điều là Quỳnh Anh con phải tự nhiên hơn nữa nha con. Hôm nay là dễ thương lắm, cũng có thoát ra rồi đó, nhưng mà vẫn còn hơi e ngại, ngó qua ngó lại, cố gắng coi như là phóng khoáng hơn với cái phong cách riêng của mình, cởi mở hơn nữa nha con. Nó sẽ giúp cho con không chỉ trên sân khấu mà trong cuộc sống nữa. Nó làm cho con suy nghĩ tích cực hơn về tất cả mọi thứ nha con. Hay cười nha. Chúc mừng hai đứa. Cảm ơn cô. Thế không biết bài hát Tình Bạn vừa rồi có gợi nhớ gì cho anh Hồ Việt Trung về câu chuyện tình bạn của mình hay không ạ? Tại bản thân á thì mình cũng rất là ít, vì cái công việc của mình nó nhiều. Chỉ có một số anh em trong nghề gọi là thân thiết, tối đi hát về rồi tâm sự với nhau, chia sẻ những cái sản phẩm mới của mình. Khi mà nghe hai con hát rồi chú gợi nhớ lại lúc mà mình còn đi học luôn đó. Nghe nó dễ thương lắm. Còn riêng về giọng hát á, chú đã theo dõi hai con rất là nhiều. Và đặc biệt có một điều chú thích của hai con là tụi con hát được rất nhiều dòng nhạc. Một người mà hát rất nhiều dòng nhạc đó chị, nó rất là khó. Mà hai người cùng hát được rất nhiều dòng nhạc, mà cùng đúng, hát song ca với nhau nữa. Đó là cái duyên của ông trời cho hai con gặp nhau và để hát cùng với nhau. Đó là một điều rất khó. Tìm một người song ca với mình hợp đã khó rồi, hai đứa lại bây giờ hai đứa hát như vậy là đưa bài nào vô cũng hợp hết trơn á. Nghe mà nổi da gà luôn. Còn về bài hát lúc đầu thì cứ nghĩ là sao không có phần bè, nhưng mà lúc sau thì gần hết thì lại có. Còn giọng hát của tụi con thì không còn bàn cãi gì rồi. Chúc mừng hai con với tiết mục này. Cảm ơn chị ạ. Còn đạo diễn Hoàng Nhật Nam xin mời anh. Sau này các con trưởng thành rồi thì cái khái niệm tình bạn nó là một cái khái niệm rất là đáng quý. Vì bên cạnh những cái tình cảm thân thương của gia đình thì mình đi ra ngoài xã hội, mình có những người bạn là những người mà không có máu mủ ruột rà gì với mình hết. Nhưng mà đôi khi tìm được một người tri âm, tri kỷ trong cuộc sống. Và đặc biệt là giống như chú đi, có nhiều cái tình bạn á, sau từ hồi còn đi học bây giờ vẫn còn. Và đặc biệt là có khó khăn gì trong cuộc sống thì đều giúp nhau một cách hết mình mà không đòi hỏi. Đó thì chú cảm nhận cái bài hát này, chú thì thích những cái phần bọ nhỏ của cả hai đứa, nó rất là tình cảm. Hôm nay hai đứa mặc hai bộ đồ có vẻ trẻ trung hơn, giống y chang chú kìa đó, y chang giống luôn, chú luôn, giống chú luôn đó. Bình thường chú cũng không hay mặc quần jean rách lắm đâu, nhưng mà hôm nay cũng muốn được trẻ trung cho nó hòa hợp với cái không gian đáng yêu này. Chúc mừng hai con và hy vọng là cái tình bạn này sẽ được duy trì không chỉ là cặp đôi của các con mà tất cả những cặp của các thí sinh khác. Anh Nam mà em thích cái câu nói của anh Nam là những người bạn bè thân của anh Nam là không bao giờ anh Nam nghĩ cái gì, không bao giờ nghĩ vụ lợi gì hết. Đúng rồi. Em nghe câu đó em rất thích. Anh có thể cho em làm người em thân thiết của anh không? Yên tâm đi, em không có mượn tiền đâu sợ. Bây giờ mình kết làm bằng hữu phải không? Kết làm bằng hữu mà mình có cắt máu ăn thề là gì không em? Em thiếu máu anh. Nói nghe nè. Đó, bây giờ không được cái này kỳ lắm. Bây giờ anh em thay vì hồi xưa là cắt máu ăn thề với mấy con thì thôi chú nhảy lấy cái hột xoàn. Tí hai ông này ông nào cũng đeo hột xoàn. Đúng rồi. Thiệt đó, ông nào cũng có hột, có quá trời hột luôn á. Không mấy thôi chị Trang, em với chị về với nhau đi chứ em có hột gì đâu. Chị cũng đâu có hột gì đâu. Ok, và chúc mừng cho Đức Vĩnh và Quỳnh Anh với tiết mục mở màn vừa rồi. chốn quay về bình yên, dẫu đi trọn cả một kiếp người cũng chẳng hết mấy lời mẹ ru. Một tràng hô tay cho Phương Nhi và Các Viên. Xin được cảm ơn sự hỗ trợ của các thành viên trong vũ đoàn Mạnh Quyền và đặc biệt là cô bé Thảo Vi của Thử Tài Siêu Nhí quá là xuất sắc cho cái tiết mục ngày hôm nay của Phương Nhi và Các Viên. Xin được cảm ơn các bạn vũ công rất nhiều ạ. Cảm ơn các bạn, mời các bạn vào trong nha. Trước khi mà chúng ta lắng nghe cảm xúc của ban giám khảo thì thật sự ra trong quá trình tụi con hát đó thì chú Minh Sù có theo dõi, có những giọt nước mắt ở phía dưới đã tuôn rơi, bởi vì là đồng cảm với câu chuyện mà tụi con đã thể hiện thông qua giọng hát trong trẻo của mình. Giống như cái việc thì chúng ta hay nói gia đình là số 1 đúng không ạ? Giống như Yến Trang đi đâu cũng có mẹ đi cùng, từ bé cho tới lớn trong quá trình mình hoạt động nghệ thuật. Vậy thì gia đình là nơi an toàn nhất, chúng ta có thể trở về. Quá là tuyệt vời với ca khúc vừa rồi. Một tràng hỗ tay nữa cho Phương Nhi và Các Viên. Thế thì với sự xúc động như thế này, không biết là cô Đoan Trang muốn nói điều gì với các con trong tuần này? Hai bài hát hay quá. Hai đứa con, cô nghĩ là trong cái chương trình này sẽ là một cái hình ảnh rất là đẹp, giọng rất là hay. Và những cái bè bối, nhất là những cái bè căn bản Quảng Ba thôi, và những cái phiêu lót thôi mà các con làm, nghe cái bài hát rất là bay bổng, làm cho bài hát nó thăng hoa hơn bởi cái giọng hát của hai đứa con và cái cảm xúc của hai đứa. Cô rất là thích cái bài hát này, cô rất là thích phần trình diễn của ngày hôm nay. Cô nghĩ là không chỉ dừng lại là một cái tác phẩm rất là thành công của Nhi và Viên, mà nó còn dạy cho các con nhớ thêm cái tình yêu thương của mình dành cho ba với mẹ, phải thương yêu ba mẹ nhiều hơn nữa. Chúc mừng tụi con. Cảm ơn cô. Cảm ơn cô Đăng Trang. Có cái tạo hình khúc gần cuối là người bố giống như một cái cây cổ thụ để cho mẹ và con bám vào để cùng vững chãi hơn. Đúng rồi. Trời, màn hình LED lúc đó em nhìn lên em nổi hết da gà. Tại vì nó quá đẹp hình ảnh đó. Nó hay một cái nữa là nó cũng là một cái gì đó truyền thống văn hóa của Việt Nam mình. Mặc dù người phụ nữ Việt Nam rất mạnh mẽ tụi con, mạnh mẽ ghê gớm lắm, kiên cường lắm, nhưng mà người cha, người đàn ông trong gia đình luôn là một cái điểm tựa. Nó rất là vững chãi. Người phụ nữ có mạnh mẽ tới mấy đi chăng nữa thì người đàn ông, người cha trong gia đình vẫn luôn là một cái cột để cho mẹ của mình và những đứa con nương tựa. Cho nên cái hình ảnh như là Minh Sù vừa nói rất là hay. Ba ở giữa xong rồi nâng tay phải là đứa con gái, tay trái là người vợ của mình, cũng là người mẹ của đứa bé. Cái điều đó cũng là một sự tôn vinh. Thế thì không biết là người đàn ông trụ cột trong gia đình là anh Hoàng Nhật Nam cũng đã đạo diễn cho cái sân khấu rất là lung linh, lộng lẫy và đẹp cũng như ý nghĩa cho các con. Anh đang cảm thấy như thế nào với màn trình diễn này ạ? Những cái lời hay ý đẹp với là những cái cảm xúc cũng rất là đồng cảm với Đoan Trang, và Đoan Trang cũng đã nói hộ hết lời. Anh chỉ muốn bổ sung là người đàn ông đó, nếu như là anh đó, thì anh chỉ không phải là bên này là vợ mà bên này cô con gái nhỏ, mà anh muốn có nhiều đứa ngồi lên vai rồi ngồi lên đầu hay gì đó, nó nhiều thêm. Chắc nữa phải tập tạ anh hả? Đúng rồi, thì nó mới đông vui. Nói vui vậy thôi, nhưng mà cái tiết mục vừa rồi với hai cái bài hát về người cha và người mẹ đó thì hai con cũng đã không có phải mất công nhiều trong cái việc mình phải diễn cái gì, đúng không? Chỉ tập trung vào giọng hát và cái tình cảm của mình thôi. Chú đánh giá là tất cả những cái gì nó đơn giản nhất, nó tình cảm nhất, đôi khi nó sẽ lắng sâu và nó sẽ động mãi trong tâm hồn mỗi chúng ta. Chú cũng cảm thấy rất là vui khi mà hai con đã thể hiện thành công bài hát này. Xin được cảm ơn chú Hoàng Nhật Nam. Cảm ơn chú. Và chắc chắn là chúng ta không phải lúc nào cũng thuận lợi trên những cái bước đường đi phía trước, đúng không ạ? Và trong nghệ thuật thì càng gian nan hơn để có thể chinh phục trái tim của khán giả. Thế không biết là Yến Trang, trên cái quá trình từ bé cho tới bây giờ mình bước vào con đường nghệ thuật rồi, cũng có những cái vấp ngã khó khăn chắc chắn rồi, thì lúc đó chắc là phải cần tới mẹ bên cạnh, đúng không? Không biết là có đánh thức được một cái kỷ niệm, một cái cảm xúc gì đó của Yến Trang với ca khúc này hay không ạ? Thực ra với phần trình diễn của hai con với cái bài hát vừa rồi thì Trang rất là xúc động và Trang cảm thấy nhớ những cái tháng ngày mà mình còn rất là bé. Như các bạn biết thì Trang cùng với nhóm Mây Trắng đã sinh hoạt ca hát từ hồi lúc 3-4 tuổi. Và khi mà nhìn các em có được một cái nơi để mà mình có thể thể hiện được cái đam mê và tài năng của mình thì Trang cảm thấy mình may mắn hơn. Bởi vì có thể là bây giờ các em có những cái nơi rất là đặc biệt, là chương trình Trang thấy hỗ trợ cho các em. Trong mỗi tiết mục đều có nội dung về ý nghĩa, về âm thanh, ánh sáng, rồi về biên tập, tất cả mọi thứ có thể là tôn lên được cái tài năng của các em. Còn như thời của Trang á, nó rất là khó khăn, nó có nhiều thứ mà mình không thể nào diễn tả được, gọi là thủ công hơn á. Yeah. Thì bố mẹ, gia đình là cái nơi mà có thể nói là hỗ trợ và giúp đỡ cho Trang để mà có thể đến ngày hôm nay Trang vẫn còn được yêu nghề, được gắn bó với nghề ngày hôm nay. Thì cảm ơn bố mẹ và gia đình, bởi vì sự hỗ trợ lúc mà mình còn bé nhiều lắm, cái công lao mình không có kể hết được. Dạ. Nào là đưa đón, nào là chăm cho ăn, rồi nào là mua từng cái quần áo, từng cái kẹp tóc. Lúc bệnh lại còn phải chăm sóc, lo lắng. Đúng nữa. Rồi, nhưng mà cái công lao đưa đón của bố mẹ rất là lớn. Cho nên là bài hát vừa rồi á, Trang thấy là nó không chỉ ý nghĩa với lại các con khi mà tham gia chương trình Cặp Đôi Vàng Nhí, mà nó như là một cái bài học dành cho tất cả các em nhỏ đang xem chương trình. Mình có được sự trưởng thành là nhờ công lao dưỡng dục của bố mẹ. Cho nên là các em hãy cố gắng nuôi dưỡng tài năng của mình, không chỉ vì chính bản thân mà còn chính vì những cái người yêu thương mình đã bỏ công sức ra lo lắng cho mình đến ngày hôm nay. Cảm ơn Yến Trang. Và xin mời ý kiến tiếp tục của anh Hoàng Nhật Nam. Chú Nam có nói thêm một điều nữa. Trong cái phần múa vừa rồi á, thì không phải chỉ chúng ta là những người con biết ơn ba mẹ đâu ha, mà những người cha người mẹ sẽ thầm cảm ơn vì ơn trên, cái thiên tạo nó đã tạo ra đứa con. Và đó là cái chất hàn gắn lại cái sự đổ vỡ. Mà trong cái câu chuyện này là giữa người cha người mẹ cũng đã có một cái khoảng cách. Chính đứa con là cái sợi dây để mà kết nối hàn gắn lại cái tình cảm đó. Cho nên đó là những con người luôn luôn cần có nhau. Chú nghĩ đó là một diễm phúc khi mà cái duyên á, được nằm trong một cái gia đình. Đó là cái điều mà cao cả nhất trong cái thông điệp mà tiết mục vừa rồi đưa lại. Vâng ạ, sợi dây cảm xúc nó kỳ diệu đúng không ạ? Khi mà con cái có khó khăn gì, hãy nghĩ về gia đình của mình, nghĩ tới bố mẹ, chắc chắn tụi con sẽ cảm thấy an toàn. Khi mà gia đình là bố mẹ có vấn đề gì thì hãy nghĩ về con của mình, là cái để gắn kết tình cảm lại một lần nữa. Và cảm ơn tụi con với tiết mục này đã có nhiều cái cảm xúc như vậy dành cho ban giám khảo và đặc biệt là tất cả quý vị khán giả. Một tràng hô tay nữa cho Phương Nhi và Các Viên. Con vào đời bằng vần thơ, những cánh cò bay dập mộng mơ. Tiếng Việt cha dạy con những chiều bay cánh diều, câu đồng dao bên bạn quen cho con nhìn quê mình tình yêu. Tiếng Việt trong bài thơ có người giữa chinh vụ ngồi mỏi mòn đợi chờ chính phủ, hóa đã rồi lời ca vẫn còn. Tiếng Việt còn trong mỗi người, người Việt còn thì còn nước non, giữa tiếng Việt như ngày nào hào hùng xưa mãi vọng ngàn sau. Con trong mỗi người, hồn Việt mình còn nguyên vẹn tròn, giữ tiếng Việt cho nỗi đời, lời quê hương ấy lời sắc son. giọng hò tin người về quê hương, mang cánh đồng hẹn hò người thương. Tiếng Việt còn trong mỗi người, người Việt còn thì còn nước non, giữa tiếng Việt như ngày nào, hào hùng giữa mái vọng ngàn sâu. Tiếng Việt còn trong mọi người, hồn Việt mình còn nguyên vẹn tròn, giữa tiếng Việt cho ra mặt đất là mẹ, mặt em trai son, mặt tôi chữ điên. Mặt trời là cha, mặt đất là mẹ, mặt em trai son, mặt tôi chữ điên. Thứ vác ngàn năm nuôi cao son dài phát quả. Trên đời chính là nhà. Nhà là năm tháng tuyệt vời, dù đường đời còn biết bao xa vời. Dù đi đâu hãy nhớ quay trở về. Một mùa xuân lại về đến trên khắp buồn quê, mà đàn con thì vẫn cứ ở nơi nào đây. Mẹ lặng thinh vì mẹ biết các con còn những đam mê. Ôi bao nhiêu cái Tết tuổi thơ đã xa rồi. Gia đình luôn là nơi bình yên nhất, ai đi đâu cũng muốn trở về. Nơi mẹ ru ngày thấu đưa con vào với giấc mơ. Bước trên đường để nhiều khi là bước đi muôn hướng, thì mẹ vẫn ở đây mở dòng vòng tay. Cả tuổi xuân của mẹ là các con, rồi tuổi xuân của con mẹ ngóng trông. Từ hồi xuân cánh én bay về rồi, nhưng chẳng thấy các con về bên. Còn tuổi xuân của mẹ là các con, rồi tuổi xuân của con mẹ ngóng trông. Con mong những chuyến xe mang tới vui cùng đàn con xa trở về đón xuân đoàn viên. Dạ lô, mẹ khỏe không mẹ? Minh hả con? Dạ. Mẹ khỏe. Tết này á, tụi con có về ăn Tết với mẹ không? Dạ, Tết này tụi con bận nhiều việc lắm mẹ ơi, con không về được nha thầy mẹ. Thôi con cúp máy nha. Bye bye mẹ. Yeah, bây giờ tụi mình cùng xách ba lô lên, trở về để tạo cho mẹ một niềm thật bất ngờ nha anh ha. Ok, let's go. Đi thôi. Vì tôi đang về quê, chuyến này đặc biệt vì tôi biết có người đời chờ tôi, nhớ tôi và mong ngóng tôi, thế nên phải mau về thôi. Mùa xuân ngoài kia nở ngập tràn hoa. Ngồi như giờ trên xe, tôi ngắm nhìn mọi người xung quanh, đều bồi hồi rất muốn nhanh về đây. Nhớ những gì một năm đã qua, từng chặng đường đã xa, kỷ niệm buồn lớn vui ta từng trải qua. Nô chuyện của mình trong năm tôi muốn kể hơn bao giờ hết, kể rằng mình đã sống yêu đợt thế nào. Không chuyến nào bằng được chuyến đi về nhà cùng gia đình, lòng rồi dàn biết bao đi để trở về. Ta sẽ lại đây cùng chuyện qua biết bao nhiêu khúc quanh, anh trên là lại nhìn qua cơn sông không khí thật trong lành. Một năm vừa qua bố mang nơi xứ lạ dù vất vả, nhưng cũng còn biết là đâu đó ở quê nhà. Nhà mẹ vẫn chờ mong và trong ngóng tình mong con trở về. Đời nhiều thứ buồn bề, những thứ vắng gia đình là một điều không thể. Nên tiếp cho con thứ sức mạnh là thứ năng lượng thật trẻ trẻ, nên con sẽ luôn trở về vì gia đình không gì là không thể. Đời như cuộc phiêu du, nhưng chuyện mà ta mong đợi nhất Chẳng phải là chuyến đi về nhà hay sao? Đi xa để trở về chính nơi gia đình chờ mong ta. Không thể chờ nữa đâu, ta phải về thôi. Mẹ gần như cuộc phiêu diêu, những chuyện mà ta mong đã nhớ. Chẳng phải là chuyến đi về nhà hay sao? Đi xa để trở về chính nơi gia đình chờ mong ta. Không thể chờ nữa đâu, ta phải trở về. Lòng dồn dàng biết bao đi để trở về. Vì quá đau buồn thấy con trở về non Việt. Hai cái đứa này vậy mà nói không về. Mẹ ơi, con cũng về luôn nè mẹ. Sao mẹ khóc vậy? Mẹ đừng khóc nữa. Hôm nay hai đứa con của mẹ diễn rất là đáng yêu và dễ thương. Cảm ơn mẹ rất là nhiều nha. Một tràng hỗ tay cho Vũ Đoàn Power. Giám khảo Hoàng Nhật Nam có cảm xúc gì ạ? Xin mời anh. Cho chú hỏi là hai cái đôi giày mà có đèn đó là hai đứa mua ở đâu đó? Trong mùa flash sale vừa qua thì đây là một trong những món con đã săn được. Là hai tụi con rủ nhau cùng mua luôn á hả? Dạ. Tông xuyệt tông thấy ghê không? Văn Minh có cho chú Nam mượn để chú Nam đi ăn tiệc cái đôi đó không vậy? Dạ cho chứ. Con phải hỏi chú Nam là có dám mang không? Đôi giày này dễ thương lắm. Chú bật mí là hồi nhỏ chú với em gái của chú có một đôi tương tự vậy. Mình đi là nó nháy. Có kêu tiếng không chú Nam? Không, nó không kêu. Cái đó là của mấy bạn nhỏ hơn rồi chị. Cũng biết rồi xíu rồi. Đó mà nó xanh đỏ tím vàng lắm. Cái bài này rất là dễ thương và chú rất là thích cái câu chuyện tụi con đã kể. Cảm thấy sướng nhất là trên cái chuyến xe để trở về á. Nó thể hiện một cái sự háo hức cả trong lời hát, trong cách diễn của tụi con. Và sau đó thì tụi con về gặp mẹ nó mới vỡ òa lên trong một cái khung cảnh rất là xúc động. Đó, và cái bài này hay là có rất nhiều tính cách của hai đứa con ở trong đó luôn. Cái sự tinh nghịch hồn nhiên của hai đứa. Và những cái phần khác là cái phần sâu sắc ở trong hai đứa con. Bỏ nhỏ rồi bè cho nhau. Rất là tình cảm. Lúc đó tất cả âm nhạc lắng hết và nhường chỗ cho cái giọng hát. Chú rất thích cái bản phối này. Dạ con cảm ơn chú. Dạ, chị Trang có đồng cảm với điều này không ạ? Xin mời chị. Công nhận cái cô đóng vai mẹ đó hay ghê á. Những cái giọt nước mắt cuối cùng thôi mà cũng làm cho các cô chú ở đây ngồi cũng chảy nước mắt luôn. Đó là những cái giọt nước mắt hạnh phúc. Mùa xuân là có rất là nhiều cung bậc cảm xúc. Có những cái cảm xúc nó khó tả lắm, nó đong đầy lắm, nó rất là sâu lắng nữa. Cho nên các con được nhìn thấy tất cả những cái cảm xúc đó về mùa xuân để cho mình lớn lên, nó đầy đủ hơn trong cái tâm hồn của mình. Tuy nhiên á, có những cái khúc mà gần đi về ao á, vì tụi con cao trào lên quá, sung quá, cho nên hôm nay là Ngọc Dầu hát có những cái đoạn nó hơi bị lệch ra chút xíu mà hợp âm, kiểm soát cho giọng hát một cách tốt nhất nha con. Chúc mừng hai đứa con. Dạ con cảm ơn cô. Trong bài hát thì mình nên kiểm soát lại một tí xíu đúng không cô Trang? Đó, bây giờ mình nói cảm ơn cô nhẹ nè, 2, 3. Dạ con cảm ơn cô. Bè được không? Bè được không? Bè thử coi. Dạ con cảm ơn cô. Dạ mời cô Tố My ạ. Ban đầu á thì hai đứa con ra, trong đầu cô lúc đó nghĩ đó là chắc tụi con sẽ đem đến một cái tiết mục sôi động, tươi vui. Tuy nhiên rằng khi mà tụi con vô mở màn á thì cô lại bất ngờ là một cái câu chuyện rất là xúc động. Tụi con rất là nghiêm túc đầu tư về trang phục cũng như là cái tư duy xử lý bài hát. Trong cái bài của tụi con á có 3 bài match up với nhau, trải qua từng cái cung bậc cảm xúc. Thì cô rất là thích cái cách mà tụi con đẩy cái cảm xúc từng bài. Nó theo cái câu chuyện. Ban đầu nó nhẹ nhàng, cái cung bậc cảm xúc bài hát nó lên từ từ và cái kết tụi con làm cho khán giả phải vỡ òa. Và hôm nay thì Tố My cảm thấy mình rất là may mắn bởi vì xuất hiện ở tập này là ở chỗ là không loại tụi con. 4 tiết mục nào cũng xuất sắc hết, nên là hôm nay cô thấy rất là hạnh phúc. Chúc mừng tụi con. Chúc mừng cô mới đúng á. Đúng thiệt là như vậy. Cả 4 cặp đôi ở trong tập này rất là xứng đáng để nhận được những điểm số cao. Một tràng hỗ tay nữa cho Văn Minh và Ngọc Dầu. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. để thấy ánh sao như bình minh trói trang, để thấy nước mắt như hồ phiêu bầu trôi đi bay đến tối tăm. Có những lúc ta vui buồn ngẩn ngơ, nhưng ta vẫn ca hát và đến những vây ước mơ. Hãy sống vui lên đi bạn ơi, quên đi những ngày dài vì cuộc sống đã chờ ta. Hãy hát cho quên đi sầu lo, quên đi những buồn phiền và hãy sống cho tình yêu. Hãy sống vui lên đi bạn ơi, quên đi những ngày dài vì cuộc sống đã chờ ta. Hãy hát cho quên đi sầu lo, quên đi những buồn phiền và hãy sống cho tình yêu trái tim về. Này bạn yêu dấu ơi, ta đang nghe thì trong tiếng sông biển xanh với nắng hồng. Ôi đẹp như ngàn năm cô tích, biển dịu êm hoa anh đang sao trong. Hãy nói những ước muốn của đời mình, dù chỉ với ánh mắt và nụ cười. Cầm bàn tay rồi ta thấy vui hơn, ngày tháng sẽ mãi mãi là mộng đẹp. Hạnh phúc sẽ lấp lánh từ nụ cười chúng ta. Hãy cùng lắng nghe ngàn lời sống, cùng khát khao ta chờ mong. Hãy cùng lắng nghe chiều dần xuống và thấy đêm yêu đời mãi mãi. Này bạn yêu dấu ơi, này bạn yêu dấu ơi, hãy sống vui lên đi bạn ơi, quên đi những ngày dài vì cuộc sống đã chờ ta. Hãy hát cho quên đi sầu lo, quên đi những buồn phiền và hãy sống cho tình yêu. Hãy sống vui lên đi bạn ơi, quên đi những ngày dài vì cuộc sống đã chờ ta. Hãy hát cho quên đi sầu lo, quên đi những buồn phiền và hãy sống cho tình yêu trái tim mình. Ngày ấy đâu rồi, ngày ấy đâu rồi, ngày ấy đâu rồi, ngày ấy đâu rồi. Đức Vĩnh và Quỳnh Anh. Bộ trang phục rất là dễ thương luôn. Không biết là ngay bây giờ cảm xúc của cô Tố My như thế nào hả cô? Cô xúc động quá. Cảm ơn hai con đã thể hiện một ca khúc mà làm cô rất là nhớ quê hương Đà Nẵng, Quảng Nam, cũng như là quê hương của chú Nam đây. Và cũng chính là quê hương của tác giả của ca khúc, quê hương của anh Từ Huy. Và cũng là một người chị đáng quý đã thể hiện một ca khúc này rất là thành công, chị Mỹ Tâm. Chị Mỹ Tâm. Dạ, quê con nữa phải không Quỳnh Anh? Cô và Quỳnh Anh đã có duyên kết hợp song ca một lần rồi, con có nhớ không? Bài ở gì? Đà Nẵng. Dạ, bài Duyên Phận. Thì lúc đó thì cô rất là ấn tượng về giọng hát của con. Con có một chất giọng ngọt ngào, có một cái chất dân ca trong người. Nhưng mà cái điểm mà con lạ hơn người khác đó là giọng con chất giọng dân ca nhưng mà rất là dày chắc. Đức Vĩnh hát cũng rất là tốt, giọng trong trẻo dễ thương, rất là tốt, hòa quyện bè cho tới phong cách biểu diễn cho tới giọng hát quá tuyệt vời. Con cảm ơn cô. Chú Nam có ý định như này hay là hai cô cháu cũng dân Quảng Nam, Đà Nẵng mình Xong ca lại vài câu duyên phận cho mọi người cùng nghe. Được không nè nè? Trời ơi, đòi hỏi là có ngay lập tức. Anh có ý kiến là bật cái phong nền của Hội An lên. Hội An hồi nãy lại. Mời hai cô cháu. Em có một cái ý kiến như vậy được không? Là bây giờ phía sau á là bách rau Hội An Quảng Nam nè, rồi hai cô cháu mình là dân gốc Quảng nữa. Bây giờ mình xong ca thì mình hát tiếng Quảng được không con? Cho lạ đi. Ồ, được không ạ? Nghe theo chất giọng Quảng luôn. Đa mặn mà. Hay, đúng không con? Phần lòa con gà chưa một lần yêu ơi, nhìn về tương la mà thái sâu sông rộng đường dài. Hát đi con. Cành nhòa nèo đơn bay em chưa lớn chiếu đôi ve gánh nhọc nhàng. Thầy mẹ thương em nhớ tim người sẽ duyên, lòng cao mong em đậu bến cho yên một bông thuyền. Lứa đôi tình duyên con chưa lưu luyến, sợ người ta đến em khóc sâu bao lời khuyên. Ngọt ngào quá. Nhưng mà không phải tiếng Quảng mình không phải là sợ người ta đến nha. Sợ người toa đến dạ, chứ không phải là ta đến. Đó. Dạ mọi người thấy tiếng Quảng của em có được không ạ? Dễ thương quá chứ còn nói gì nữa. Dễ thương anh quá Nam nói một câu tiếng Quảng nghe anh Nam. Mi nói chi mà lọ đó mi. Đó thấy chưa? Vỗ tay lên ạ. Quá là tuyệt vời ngày hôm nay luôn. Phải nói là nhiều vùng miền Việt Nam của chúng ta sẽ có những cái giá trị văn hóa nghệ thuật hoàn toàn khác nhau đúng không ạ? Hát ngọt ngào rất là hay và đẹp. Lúc nào cũng đẹp. Một tràng tay cho nhan sắc của Tố My coi. Thiệt á. Xinh xắn. Tức là nhan sắc mà từ cái gương mặt cho đến giọng hát luôn. Rất là đẹp. Có người hốt rồi, Trung Thông cũng hốt chứ. Có không? Vẫn ế mà, đâu ai hốt đâu. Dạ, còn đạo diễn Hoàng Nhật Nam chúng ta vẫn chưa chia sẻ cái cảm xúc của mình về tác phẩm này. Dạ, xin mời anh. Bây giờ nói gì bây giờ, cô Tố My cổ lên cổ làm quá trời quá đất rồi. Chiếm sóng của ta. Chiếm sóng quá trời đất. Nhưng mà bài hát vừa rồi là một cái bài hát mà nó không cần phải phô diễn nhiều, không phải là giọng mình phải lên cao vút hay là phải có nhiều cái cao trào. Đó là một bài hát tình cảm. Chú Nam vẫn để ý trong cái cách hát của Đức Vĩnh và Quỳnh Anh cũng có những cái điều đặc biệt. Đức Vĩnh có chơi một số cái chữ, cái cách con đãi cái chữ và xử lý cái chữ nghe nó rất là mượt mà và rất là thú vị. Thì điều đó rất là đáng khen. Còn về phần Quỳnh Anh thì vẫn là một cô gái rất là nhẹ nhàng, rồi vẫn thả hồn theo bài hát. Và phần bè vừa rồi thì vẫn rất là thích. Đúng là những bài hát nó cần cái chiều sâu như thế này thì như vậy là đủ rồi, đâu cần nhiều hơn. Chúc mừng hai con. Xin được cảm ơn đại diện Hoàng Nhật Nam ạ. Còn chị Đoan Trang thì sao ạ? Bài này hai đứa con hát rất là hay. Quỳnh Anh cô đã thấy con dần dần khắc phục được trong cái lối diễn xuất của mình, trong câu từ của mình. Các con không cần phải quá cố gắng để mà diễn xuất trên ra này kia, mà là từ chính trong câu hát của các con, thể hiện bằng chính cái tình yêu của các con vào trong cái bài hát của mình. Thì lúc đó các con sẽ chạm được cái cảm xúc của bài hát, và khán giả cũng sẽ chạm được cái cảm xúc của tụi con truyền tải cho khán giả nha. Cố lên, chúc mừng hai con. Xin được cảm ơn chị Đăng Trang, xin được cảm ơn ban giám khảo và chúc mừng tụi con đã hoàn thành xong tiết mục của mình nha. Đức Vĩnh và Quỳnh Anh. Mẹ nhóm than ấm chẳng ngồi để với gió sẽ bên trời. Mẹ bên đây tuyết rơi nhiều, lê chân về sau cả chiều ở nơi xứ người. người cũng may sống chung mấy anh em. Chỉ lúc trắng yên bình, bạn con nó khóc một mình, làm ai cũng nhớ gia đình. Ngày chưa biết quê ta nghèo, chỉ mơ bước đi muôn nẻo, thả đôi cánh bay xa hoài ở nước ngoài. Giờ con ở nơi này, cuộc sống khá xa quá vậy, chỉ mong bất lâu tương lai. Vì con đi kiếm đồng tiền, cho thôi ngày sau bần tiện, đến xin mẹ chớ muộn phiền. Ngày hôm trong rồi người ta nói đợi, nên khi biết con thấy chơi vơi tuổi xuân có mê hồn, tha phương nơi trôi dòng đời, đến con nào dám nặng lời. Vì khi biết quê ta nghèo, dù nhau bước đi muôn nẻo, tìm đất khách mong làm giàu, mai sau ngẩng đầu. Mà đâu biết trong đêm dài, người không muốn ta ở lại, chạy trong giá bằng mệt nhoài tâm tư hoang mang. Dù nghe lắm tôi bị hại, người ta vẫn đi nước ngoài, rời xa bước ấm ở nhà qua nơi khác lạ. Và trong đám thanh đi làm, người mấy mất đi vương vàng, còn ai chắc tay quay về. Mẹ nghe không tiếng ồn nào, anh em họ gửi lời chào, mẹ chưa nghĩ ngợi, bên này chúng con biết thương nhau. Một mái nắng xanh trời, rời nơi nương náu một thời, về trong đôi mắt sáng ngời. Con đã vô tình làm cho những cái sự thổn thức ở bên trong mà nhiều khi người ta giấu đi cảm xúc này, không dám nói ra, mà nghe tụi con hát xong người ta cảm thấy rất là bồi hồi và xót xa trong người. Chắc chắn tất cả quý vị khán giả cũng sẽ đồng cảm về hai giọng ca này rồi. Còn ba giám khảo thì sao ạ? Xin mời anh Nam Cường ạ. Chú vẫn còn rất là nhiều cảm xúc sau khi nghe xong tụi con hát. Tụi con hát bài này rất là hay, hòa âm hay, tụi con hòa giọng với nhau cũng cực kỳ hay. Đây là một trong những bài hát mà chú cực kỳ thích của Phan Mạnh Quỳnh đã viết ra ca khúc nước ngoài, và chú cũng may mắn được vài lần thể hiện bài hát này. Tụi con làm bài hát này nó cảm xúc và nó mới hơn rất là nhiều. Trước đây thì tác giả hát đã rất là hay rồi, và tụi con làm lại nó cũng không kém phần nào, thậm chí là có dạt dào cảm xúc hơn. Nhất là Đức Vĩnh hát và Quỳnh Anh, cái vocal Quỳnh Anh vô á, rồi chú nổi hết ốc ác da gà, chú nổi hết trơn lên luôn. Nghe nó mang mát một cái gì đó, nó sâu thẳm và nó buồn kinh dị luôn. Nhưng mà thật sự mình phải trấn an lại để mình không phải bị rơi vào cái tâm trạng cảm xúc đó, để tiếp tục thưởng thức với tụi con. Và ngày hôm nay thì chú thật sự là đến bây giờ thì không phải là trách chương trình đưa mình vào cái thế gọi là những tiết mục quá khó chấm, mà phải nói là cảm ơn chương trình vì cho chú ngồi ngày hôm nay với những tiết mục quá tuyệt vời, và đặc biệt tiết mục này chú rất là thích. Cảm ơn tụi con. Cảm ơn chị ạ. Cảm ơn chú Nam Cường. Tiếp nối cảm xúc xin mời cô Đoan Trang. Cô vẫn còn cứ suy nghĩ hoài về cái sự tinh tế của hai đứa con. Tại vì cô cũng không muốn nhắc đi nhắc lại, nhưng mà tự nhiên cô cũng phải nói là Đức Vĩnh với Quỳnh Anh là coi như là sở trường là dân ca, mà bây giờ qua hát nhạc nhẹ, hát một cách rất là sâu sắc, hát rất là tốt. Cô chị thích hèn gì cái bài này á, cái bài này là thực sự Phan Mạnh Quỳnh, cái kiểu của Quỳnh á, nó có hơi mang âm hưởng của dân ca vào cái bài hát này, cho nên khi hai bạn này hát cái bài này có một số chỗ á, nó rất là phù hợp luôn. Đúng rồi, nó chỉ có một vài cái đá ngân luyến nhẹ thôi. Đúng rồi. Nó đem lại một cái màu nó hơi dạt dào trong đó thôi. Mà đúng cái tinh thần của nhạc sĩ luôn đó chị. Cho nên cái đó là cái cô ngồi cô suy nghĩ hoài, cô thấy thực sự hai đứa con rất là khôn chứ không phải là bình thường. Cho nên cái đó là cái cô rất là cảm kích. Cô rất là thích cái cách ngân của Vĩnh. Cái ngân của con nó đẹp lắm. Và cô rất là thích cái sự tiến bộ, cái sự lắng nghe của Quỳnh Anh. Tại vì nhiều vòng trước cô hay nói con là hát rất hay nhưng mà cái mặt không có cảm xúc. Nên mà diễn, cái phần diễn. Nhưng mà hai số vừa rồi hoàn toàn khác hẳn. Cái đó, cái khô ở chỗ là không phải diễn xuất cho có cảm xúc, là phải diễn phô trương nó ra. Cái đó là cái nó sẽ phản tác dụng. Nhưng mà cảm xúc là từ bên trong, lấy ra, mình nuôi dưỡng nó, xong rồi mình hát nó ra bằng cái giọng hát, bằng ánh mắt của mình, bằng cái sự cảm nhận chân thật của mình, thì người ta mới nhận được cái cảm xúc mà mình mang tới. Chứ không phải là cô nói con là con hát phải cảm xúc hơn, thế là con phải ráng, con gồng, con phải làm cho có cảm xúc. Không có. Cô rõ ràng cô nhìn thấy được cái xúc cảm từ bên trong hai đứa con khi mà hai đứa con hát ca khúc này. Rất là hay. Một cái sự ấn tượng khác biệt nữa ở hai đứa con trong cái tiết mục này. Chúc mừng hai đứa con. Cảm ơn cô ạ. Chú Long Nhật ơi, bây giờ tới lượt mình rồi ạ. Chú nhắc lại một lần nữa là chú là fan của hai đứa. Chú yêu Đức Vĩnh với Quỳnh Anh lắm. Mà hôm nay sự thật là cô Đăng Trang là con gái thì cô dễ khóc là chuyện tất nhiên rồi. Chú là đàn ông mà chú cũng rất là mít ướt đó. Chú ngồi chú nghe tụi con hát mà nước mắt chan hòa vậy. Và khi mà nghe Đức Vĩnh hát, chú bỏ quá hết cái vấn đề thanh nhạc. Chú không có bàn từ cái vấn đề thanh nhạc ở đây nữa, bởi vì tụi con hát quá hay. Đức Vĩnh và Quỳnh Anh hát tròn vành rọi chữ, hát hay lắm. Nhưng mà sự thật là chú còn nói về Đoan Trang là nhìn Đức Vĩnh là anh thấy cả anh hồi nhỏ không à, nó ốm nhỏ xíu con. Và chúng ta phải cảm ơn chương trình, cảm ơn Đài Truyền hình Vĩnh Long, cảm ơn Sen Vàng đã có cái chương trình tuyệt đỉnh song ca cặp đôi vàng nhí như thế này. Đây là những cái khoảnh khắc, những cái kỷ niệm đẹp nhất trong cuộc đời của các con. Khi mà sau này các con trưởng thành rồi, các con sẽ ngồi những cái ban giám khảo như là cô Đoan Trang, như chú Nam Cường, như là chú Long Nhật. Các con sẽ có những cái bộ phim, những cái thước phim, những cái clip ở trên YouTube. Các con coi lại thì các con thấy nó giá trị vô cùng. Chú nhắc lại một lần nữa, chú là fan của hai đứa. Thực sự ra bây giờ tụi con còn nhỏ, chưa hiểu được hết những cái giá trị này. Nhưng biết đâu được, khi tụi con lớn lên xem lại thì tụi con sẽ cảm thấy biết ơn chương trình này. Một tràng pháo tay chúc mừng cho Đức Vĩnh và Quỳnh Anh. Ôi, có một chiều thu lá thơ lững vườn quanh êm xuôi về non. Làng tôi bao mái tranh san san kề nhau, bóng tre ru bên mấy hàng câu, đồng quê mơ màng. Nhưng than ơi, có một chiều thu lá thu rơi, có một chiều thu lá thu rơi, ôm sông chiều quê tôi thầm. Trong tim ta khao khát cùng theo nhịp chân bước. Tình yêu sẽ luôn còn mãi, tình bạn sẽ luôn còn hoài, đời ta sẽ mãi mãi khắc ghi một thời thơ ấu dấu yêu, một điều ước tuy thật nhỏ bé, ta sẽ ước còn nhau suốt đời, tình bạn sẽ mãi mãi không phai bạn ơi. Đức Vĩnh và Quỳnh Anh. Trời ơi, dễ thương quá. Đúng thật, bài này là khép lại một cái ký ức tuổi thơ rất là đẹp luôn tụi con. Không biết là cô Vân Trang, cảm xúc như thế nào, xin mời cô. Thật ra thì lúc mà cái follow chụp lên hai con á, cô cảm thấy là ký ức của cô ùa về ghê lắm. Ngày xưa cô là bí thư đoàn trường, cuối năm đó thằng bạn học cùng lớp cũng là bạn thân, đó là ủy viên ban chấp hành đoàn trường. Hai đứa chơi với nhau rất là thân và có rủ nhau hát một cái bài để cuối năm chia tay nhau, chia tay bạn bè. Cái ở đây cô nói là ngày xưa cô cũng có một cái người bạn thân là con trai và cùng hát với nhau trên cái sân khấu của trường mình, hát những cái bài hát về tình bạn rất là dễ thương. Cô thì cô đặc biệt rất là thích cái phong cách trình diễn của con Đức Vĩnh. Con rất là thoải mái, con rất là chuyên nghiệp, con giống như là ca sĩ, mọi người vui lên, hát lên nào, thì cô rất là thích cái đó. Còn Quỳnh Anh thì hơi nhát một tí xíu, đúng không? Nhưng mà khi tụi con đã là cặp đôi với nhau rồi, từ từ con sẽ học được Đức Vĩnh ở cái cách biểu diễn của mình. Tuy nhiên thì giọng hát của con, giọng hát vô cùng là có nội lực và truyền cảm, cho nên là cô nghe cái ca khúc này, cô cảm ơn hai bạn rất là nhiều, hai bạn đã thể hiện rất là tốt. Cảm ơn cô. Đức Vĩnh chủ động hơn chút, nhưng giọng cô này rất đẹp. Đó, cả hai hòa hợp với nhau trong từng tiết mục ở những vòng thi. Thế không biết là đêm nay thì cô Đoan Trang có cảm thấy là hai con tiến bộ hay là thay đổi gì hay không ạ? Bài hát hôm nay tụi con hát thì cũng khá là đơn giản thôi, nhưng mà càng xem tụi con hát, càng để ý kỹ tất cả những cái kỹ thuật của tụi con, thì cô càng phải nói là cô rất là khâm phục hai đứa con Đức Vĩnh với Quỳnh Anh. Cô thật sự khâm phục hai đứa con, bởi vì như cô Vân Trang biết, đây là cặp đôi mà rất là được khán giả biết tới, rất là hot trên mạng là hát dân ca. Ngay cả là đây cũng là quán quân của tuyệt đỉnh song ca nhí mùa đầu tiên, cũng hát dân ca, hát đẹp từng nốt chữ, rất đẹp cả hai đứa con. Nhưng mà bây giờ chuyển qua hát nhạc nhẹ, chuyện gì xảy ra với tụi con? Tụi con hát rất là thông minh. Cái thông minh ở chỗ từ trong cái nhã chữ, từ trong cái làn hơi của mình nắm bắt cái tinh thần của bài hát. Các con chuyển qua nhạc nhẹ một cách bình thường, giống như các con chưa từng hát dân ca. Cô thấy đây là một cái bước tiến của hai đứa con trong cái cặp đôi vàng nhí này. Luôn luôn giữ điều đó và phát huy hơn nữa nha con. Chúc mừng hai đứa con. Cô. Xin được cảm ơn chị Đoan Trang ạ. Xin mời anh Hoàng Nhật Nam. Ca khúc này á, hồi xưa chú tuổi thơ chú dữ dội lắm. Chú nghe mấy bài này là chú nhớ tới mấy buổi sinh hoạt đoàn này, rồi cắm trại, hội trại đó, rồi những buổi sinh hoạt dưới cờ. Rồi chú Nam hôm nay cũng thôi trên sóng truyền hình cũng hỏi là cô Đoan Trang với Vân Trang với chú Minh Sù là hồi trước giờ có copy bài hoặc là dở tài liệu trong giờ thi không? Khai ra đi. Anh hỏi câu gì mà thường thế sợ? Có sao không? Cái đó chắc học sinh không có ai mà không có, đúng không? Nhưng mà quan trọng là copy kiểu gì? Chị Trang, chị copy kiểu gì? Chị bây giờ chị ngồi đây rồi không còn đi học nữa, bây giờ chị kể thử coi. Cô Trang có cây thước cây thì cô Trang viết lên cây thước cây đó. Trời ơi. Mà cô Trang cũng rất là khôn, tại cây thước cây nó có 4 mặt không? Thì mình viết cái mặt ở dưới thôi, chứ mình viết mấy cái mặt kia cô đi ngang cô thấy sao? Xong rồi cô đi qua thì mình bỏ ra mình coi, viết vô. Vậy là chị khác em rồi. Em là em lấy cây viết chì, em viết lên trên này luôn. Cây viết chì thì nó bóng bóng, mình phải nhìn theo hướng chiều ánh sáng thì mình mới thấy được. Cô mà nhìn xuống đâu có thấy đâu. Viết chì dưới bàn luôn, viết xong bôi. Còn anh Nam sẵn anh hỏi tụi em rồi, còn anh thì sao? Chú Nam á là chú viết trên tay á, rồi sau đó mồ hôi tay nó đổ xuống á, rồi nó trôi đâu hết chữ, cuối cùng á là ô bài này là trúng rồi. Sau đó nhìn lại là thấy nhòe hết rồi, xong thua. Nhưng mà chú hỏi vui thôi, đó là những cái gọi là nhất quỷ nhì ma thứ ba học trò mà. Cho nên là chú trên sóng thì chú cũng dặn các con thí sinh cũng như là các cháu đang xem đó là thôi, những hôm nào mà mình học thuộc bài á là trời ơi mình chậm lắm, tự tin cái mặt mình hết lên trời, vào mình không sợ thầy giám thị, mình không sợ cô luôn, mà vào đúng bài nào cái là viết xong rồi ra sớm là oách đó. Cho nên là chú muốn tụi con là sống trong cảm giác là tự hào, coi như là một bí kíp nhỏ cho các con, đúng không ạ? Còn với cái bài hát này thì sao ạ? Thì hai con thì đã có quen với lại hát dân ca rồi, rất là trữ tình nhẹ nhàng rồi, nhưng mà hôm nay đổi với một phong cách mà cũng không có các cô chú vũ đoàn phụ họa nữa. Thì bây giờ chú Nam có nói với mấy con đó là chỉ có tụi con thôi, tụi con phải khuấy động sân khấu thì phải bằng chính mình thôi, bằng giọng hát và bằng mình kêu gọi như thế nào đó. Thì hôm nay tụi con đã làm được, đã kêu gọi khán giả và gọi là rất là sung nhảy và di chuyển, làm cho các cô chú đều nhún nhảy theo. Thì chú hy vọng là tụi con sẽ trải nghiệm bản thân mình để mình có thêm kinh nghiệm, để mình thấy là khả năng của mình đến đâu. Nói chung là chúc mừng các con đã có một cái ca khúc rất là vui tươi, đúng lứa tuổi và rất là sôi động. Nó khác với mình thường ngày, nhưng mà biết đâu đó tụi con trong đời sống bình thường đó chính là tụi con thì sao, đúng không? Rồi, tạm biệt hai con. Đổi gì tạm biệt chúc mừng anh. Chúc mừng chúc mừng hai con. Bình tĩnh tụi con, lâu lâu cái từ tạm biệt hôm nay thôi, rồi tuần sau mình gặp lại nhau nha. Tuần này không có loại trừ gì, cười lên. Máu lửa quá phần cuối cùng, một đảo tay nữa cho Nhật Minh và Ngọc Nhi. Chắc chắn là chú Gia Bảo phải wow lên một cái nữa rồi đúng không ạ? Mời chú. Wow. Lần đầu tiên tôi thấy thạch xanh mà có một muối. Luôn thạch xanh người ta 6 muối cục. Thạch xanh này có chút xíu mà sao cái giọng nội lực dễ sợ luôn á. Chính xác. Mà sao hình như con là phiên bản nhí của chú Gia Bảo hồi nhỏ ta. Đúng ta. Thôi ơi. Thật ra là hai bạn này nó có một cái điểm chung là giọng hát rất là nội lực, và nó có cái chất ma mị trong cái giọng hát nữa. Nếu mà là chú Bảo góp ý là bé Ngọc Nhi á, đừng làm công chúa, con làm con chằn mới ghê. Thiệt. Mình hóa ra mình hát, con hát mấy cái nốt đầu tiên mà con hát. Nếu mà là con chằn hát đó nổi da gà đó. Vậy là mình sẽ phải hóa trang, mình quấn mấy cái đuôi vô dài xong mình hóa ra cái đầu thành con chằn từ bên đây hát thôi. Đó, không á, mình hóa trang thôi, hiểu không? Đó là thạch xanh hát đối đầu với con chằn đó, nó mới giữ. Rồi, nói chung là giọng hát rất là tốt. Và nói thiệt lúc đầu bé Nhật Minh hát đó, còn bé Nhi là hát cái câu gì đó nãy con hát câu gì mà nghe nó ghê lắm, ma mị hơn. Đúng rồi con hát lại câu đó thử. Hát mà giống như mình đang ở trong cái hang sâu vậy đó. Mình tưởng tượng cái tiếng hang mà nó vọng. Đáng lẽ là làm bài phát, nhưng mà tự là phát luôn. Thì đó. Về nhà khỏi chỉnh live mà. Hát như vậy mà làm con chằn là còn thấy ghê nữa. Đó. Lúc đó là sao nghe tao? Ôi mấy giờ mới hay. Không, mình hát giống vậy thôi mà mình quá tân, nó lạ hơn. Dạ. Đúng lúc đó cho chú Minh Sù trời diễn hóa thân thành Quỳnh Nga công chúa đi. Trời. Trời ơi, xin lỗi, hóa trang nữ hơi đẹp đúng không? Ưng lắm. Ưng chứ. Nói chung là đây là một cái tiết mục rất là ma mị, nó khác với các màu khác mà sắc nãy giờ. Cho nên tiết mục này cũng rất là hay đó nha. Xin được cảm ơn chú Gia Bảo ạ. Dạ, cảm ơn chú. Mời cô Đoan Trang. Như mọi người cũng biết là ở cái độ tuổi này á, là cái chất giọng của tụi con là thuộc loại hiếm, chứ không có phổ biến. Cái chất mà hát rock được, cái chất khàn mà vẫn đẩy lên nốt cao rất là bén, đó là hai đứa con. Nói như vậy để cho tụi con thấy cái thế mạnh của mình, để luôn luôn cố gắng và gìn giữ nó. Còn trong cái phần hát ngày hôm nay ấy, thì rõ ràng vẫn là tụi con vẫn rất là cá tính, vẫn rất là nội lực. Nhưng mà cho cô góp ý một chút xíu. Mình cũng đi theo cái trend là hát rock với hát những cái đồ ma mị ấy, là mình phải kéo. Nhưng mà đừng làm quá nhiều. Mình phải suy tính ở trong cái chiến lược hát của mình. Ví dụ như trong cái đoạn A nó có 6 câu hay là nó có 8 câu, thì mình phải tính ra là mình phải hát như thế nào, cái chỗ nào mình nên kéo, chỗ nào mình bỏ nhỏ, hay chỗ nào mình bỏ không kéo. Nhưng mà cái câu kế tiếp nó cũng hơi tương tự như vậy, mình kéo thì mình mới tạo được cái sự khác biệt. Còn ngoài ra cô rất là thích ở cái năng lượng của hai đứa con ngày hôm nay. Cái điểm tốt của hai đứa con là giữ được năng lượng từ đầu cho tới cuối, không bao giờ bị tuột. Cái đó là cái cần thiết. Chúc mừng hai đứa con. Dạ, cảm ơn cô. Dạ, mời chú Hoàng Nhật Nam tiếp nói ạ. Đây là một cái câu chuyện cổ tích nữa về nhân vật Thạch Xanh và công chúa Quỳnh Nga. Nhưng mà góp ý của chú Gia Bảo cũng rất là thú vị. Bởi vì ngày hôm qua thì mình chưa có lên phục trang của công chúa, Mà hôm nay lên phục trang rồi mà công chúa máu lửa quá, lúc nào cũng nội lực mà gầm gừ đó. Thì chú Nam nghĩ là theo góp ý của chú Gia Bảo mà cho con hóa thân thành chằn tinh để đối đầu với Thạch Xanh thì chắc sẽ đúng là con hơn. Bởi vì bản thân diễn. Nhưng mà không sao, thì hôm nay hai con đã thể hiện một cái bài rất là máu lửa mà rất là năng lượng. Và cái anh Thạch Xanh này thật sự là rất là dễ cưng trong tất cả những cái phần mà đây một phiên bản Thạch Xanh kiểu Nhật Minh cũng không sao. Đâu phải khi nào Thạch Xanh cũng 6 múi phải không con? Rồi vài bữa mình sẽ đi tập thể dục cho có 6 múi sau. Đó thì hy vọng là các con sẽ tiếp thu những cái góp ý của các cô chú về phần ca diễn để mà mình sẽ có những cái phần trình diễn tiến bộ hơn trong những cái vòng thi sau. Chúc mừng hai con. Dạ con cảm ơn chú. Trên bờ đê hương gió đông ùa về, chiếc lá nó gió sương rơi ướt trên lòng đường. Nhà ai đốt sương nướng khoai thơm nức xa bên ngoài, gió sương ướt cây khóe mi đưa bước chân tôi đi về với đông. Trong cánh tay mẹ hiền như phút giây đầu tiên không vấn vương muộn phiền. Mùa đông rét căm mỗi đêm trong giấc mơ hôm nào được như lúc thơ ấu xưa đưa bước chân tôi đi về với mùa đông rét căm mỗi đêm trong giấc mơ hôm nào. Về với cơn mưa phùn để biết khi tay còn run ngồi xí xoa bên bếp hôm. Mẹ đắp chân cho con, mẹ hát cô rùa ơi về với đông như lúc xưa. Về với cơn mưa phùn để biết cái tay con run ngồi xí con thân mến, tụi con lại mang một màu sắc hoàn toàn khác, già dặn dễ sợ luôn vậy đó, mà làm cho ba giám khảo ngồi phía dưới kia là cảm thấy là phải lắng nghe từng câu, từng lời, từng chữ tụi con hát ra, rất là trưởng thành đúng không ạ? Cô Đoan Trang thân mến, cô thấy sao cô? Đây là Đức Vĩnh với Quỳnh Anh mà cô mong chờ, thật sự cô mong chờ. Tại vì cô luôn nói với tụi con là với dân ca thì nghe tới Đức Vĩnh với Quỳnh Anh là mọi người phải nể phục. Bởi vì các con còn nhỏ mà các con có một cái dòng máu dân ca nó chảy trong cái con người mình. Tụi con am hiểu dân ca, tụi con hát hay dân ca. Và tụi con đã đạt được một cái giải thưởng rất là lớn trong một cuộc thi khác. Và với cặp đôi vàng nhí, cô muốn nhìn thấy tụi con khác hơn. Khác hơn có nghĩa là không phải tụi con làm khác đi cái gì mình đã có, mà những gì mình đã có đó là cái điểm mạnh của mình, cái thế mạnh của mình. Mình vẫn luôn giữ nó. Nhưng với một cuộc thi, mình có quyền, mình có cơ hội để mình thể hiện mình ở những cái dòng nhạc khác cũng được, ở những cái phong cách khác cũng được. Và làm sao mà làm tốt để cho người ta ngưỡng mộ mình, đó chính là sự thành công. Và ngày hôm nay cô thấy cô ngưỡng mộ hai đứa. Ngày hôm nay tại sao mà tụi con lấy được cái tình cảm của cô, bản thân cá nhân cô rất nhiều? Bởi vì thứ nhất là tụi con thể hiện một cái màu sắc âm nhạc khác, đó là một cái bản lĩnh rất lớn. Cái thứ hai, tụi con làm nó rất sâu. Tụi con không cần phải trưng trổ gì quá nhiều. Đoạn đầu hát rất đẹp, rất là đẹp, chuyên môn kỹ thuật tất cả mọi thứ đều rất tử tế. Và một cái đoạn cao trào đẩy lên, tụi con làm đúng cái đoạn đó rất chính xác, rất tốt. Cô rất là mừng, cô rất là thích cái tiết mục này. Cảm ơn tụi con. Cái điều đáng quý ở đây là tụi con phát triển từng tuần. Cô Đoan Trang là ngồi từ đầu tới bây giờ, chắc chắn là cô Đoan Trang sẽ hiểu về giọng ca của tụi con nhiều nhất và cái hành trình tụi con trong chương trình này nhất. Cho nên là ngày hôm nay đã, đúng không cô Trang? Vậy mời cô Ốc, để coi cô Ốc Thanh Vân có đã giống vậy hay không ạ. Xin mời cô. Cô không phải đã mà là cô rất đã. Vỗ tay cho sự đã của cô Ốc. Hồi nãy cô nghe cô Đoan Trang nói, cô rất là nhiều lần muốn dùng những cái từ khác để nói về các con. Tại vì cô Đoan Trang nhắc đi nhắc lại rằng rất giỏi, rất nội lực, rất khác. Và giờ tới cô cũng nói y chang luôn. Tại vì thật sự là không có những từ khác để nói về các con. Cô khẳng định một điều, nếu như không phải là những đứa trẻ có tâm hồn đẹp, các con sẽ không thể hát được bài hát vừa rồi. Tại vì bài hát này nó quá đẹp và nó phiêu lãng như một giấc mơ. Giọng hát của mình vốn đã đẹp rồi, lại thêm sự tận tụy cố gắng của mình để thay đổi dòng nhạc của mình mà mọi người vẫn quá quen thuộc. Cộng thêm đó là cái cảm xúc của mình và cả sự rung cảm vốn có của những đứa trẻ đặc biệt và chỉ có ở những người nghệ sĩ. Cô nghĩ rằng tất cả những yếu tố đó cộng hưởng lại đã tạo nên một tiết mục nó vừa mong manh, nó vừa sương khói, nó vừa nhẹ tênh nhưng mà nó lại đủ đậm đặc và đủ sâu. Cô cảm ơn các con về tiết mục này. Cảm ơn. Bất lợi của cái chàng trai này là đang vỡ giọng đó chị Ốc. Nhưng mà thật sự cái bài này quá hợp với giọng của hai bạn luôn. Cho nên là con không có để lộ ra cái việc đó và con làm rất là tốt. Không biết chú Long Nhật có cảm xúc như thế nào ngay bây giờ, xin mời chú. Trước hết là chú chào hai con Đức Vĩnh với Quỳnh Anh. Mà chú nói luôn chú là khán giả của hai đứa đó. Wow. Chú yêu Đức Vĩnh từ cái lúc mà đầu tiên mà chú bắt đầu lúc con nhỏ lắm, nhỏ xíu à, lúc ở ngoài Bắc mới vào Bắc Ninh à con hả? Con làm Thị Màu đó là chú đã yêu con lắm rồi đó. Mà con là một cái người nghệ sĩ biến hóa khôn lường. Dường như dòng nhạc nào con vào một cách nó cũng ngọt như vậy á. Chú nghe con ca cải lương luôn rồi á. Còn Quỳnh Anh thì là người Đà Nẵng, là phe tôi rồi. Miền Trung là chú thương lắm. Nên là tại vì chú Lâm Nhật là người Huế. Và có một điều thế này nè, cái không gian của cái bài hát tối hôm nay cả con dành cho chương trình là về với đông của Vũ Minh Tâm. Chú nghe nó nhiều cái cảm xúc, nhiều cái kỷ niệm nó ùa về. Ngõ nhỏ phố nhỏ nhà tôi ở đó. Về kỹ thuật thanh nhạc là cô Đoan Trang đã nói rõ ràng rồi. Cả con có một cái luồng hơi, một cái cuộc hơi và cái phát âm nhạc. Chứ con, cả con cũng là người ngoài Bắc mà cả con hát, con cũng mở, nhớ nha, là mở khẩu hình tròn vành rõ chữ. Và có một điều chú rất là yêu cả con nữa là cả con rất là khôn ngoan. Mà nhân đây chú cũng nhắc tất cả các thí sinh trong chương trình mình, những đoạn nào mà cao, những đoạn nào mà khó thì đừng di chuyển, đừng có đi, để lực hát cả đã. Qua những cái đoạn khó, những cái trường đoạn, những cái cao độ khó khăn đó cả đã, từ từ những cái đoạn mà dễ dễ thì hãy di chuyển. Và tụi con đã làm tốt điều đó. Hôm nay hai con tuyệt vời. Chết rồi, cặp nào cũng tuyệt vời như này thì làm khó ba giám khảo quá đúng không ạ? Thế nhưng dạ em vẫn còn hai cặp nữa, còn nặng ký không kém. Nhưng trước khi đó hãy dành một tràng vỗ tay ủng hộ và chúc mừng cho cặp đôi này, Quỳnh Anh và Đức Vĩnh. Nắng mai còn long lanh giọt sương trong đôi mắt, cánh hoa mềm bên hiên khẽ nở như môi cười. Giấc mơ ngày bé thơ bình yên như câu hát. hạnh phúc bên gia đình cùng trao phút giây nồng nàn. Forever mãi mãi em nhớ lời ru của mẹ khi khôn lớn trong tim con mãi không quên. Forever cho con giấc mơ dịu êm. Lòng lanh giọt sương trong đôi mắt, cánh hoa mềm bên hiên khẽ nở như môi cười. Giấc mơ ngày bé thơ bình yên như câu hát cất lên niềm yêu thương. ta mới an khang bình an bên nhau. Mừng Tết đêm vẫn lo bên nhà nhà, cây mai vàng cây đào hồng thắm tươi. Chúc cụ già được sống lâu sống thọ, cùng con cháu sang năm lại đón Tết sang. Và kính chúc người người sẽ gặp lành, Tết sao được nhiều lộc hơn Tết nay. Tết đến đoàn tụ cùng ở bên bếp không, và nồi bánh trưng xanh chào xuân đang sang. Tết đến đoàn tụ cùng ở bên bếp không, và nồi bánh trưng xanh chờ xuân đang sang. Xuân xuân ơi xuân đã về, xuân xuân ơi xuân đã về, xuân xuân đã về, xuân ơi xuân đã về. Cò bay đôi cao biển sâu biết đâu cò về. Cò bay có nghe lời ru ý ơi à ơi. Cò bay biết sao gặp nhau nước chảy đá mòn. Cò bay tiếng thơ đàn tôi tính năng tình ta. Cò bay cò bay ơi ơi. Wow, phải nói là tiết mục này rất là đẹp trên sân khấu đúng không ạ? Đẹp thứ nhất ở đây là cảnh trí, thứ hai là tụi con với hai tảo dài. Đây là chữ mẹ, bên này là chữ hiếu. Không biết là cảm xúc của anh Long Nhật như thế nào ạ? Chọn cả con mợ màng cho cái buổi tối hôm nay là một cái điều rất là chính xác luôn. Thái Hà, chú ngồi ở đây chú ngắm nhìn lên, chú thấy con nhỏ xíu mà đáng yêu vô cùng, nhưng mà con rất là chững chạc. Con bước từ trên cái bục xuống, con đi đứng đàng hoàng chững chạc và dòng đẹp quá trời, trong sáng mượt mà cái trường đồ cao độ con là chính xác và con hát rõ từng lời. Bên cạnh đó là Tấn Bảo, con có cái quảng trầm đẹp quá và hỗ trợ cho nhau cái phần bè và phần đuổi, cái phần vô can nữa, cái phần kết rất là hay luôn. Chú không biết nói gì hơn, chú rất là xúc động và chú rất là chú tan chảy bởi vì trên hai cái tà và chữ mẹ và chữ hiếu. Mẹ là tuổi thơ, mẹ là quê hương, mẹ là tất cả những gì mà chúng ta đem theo cả cái cuộc đời này, bởi vì quê hương mỗi người chỉ một, như là chỉ một mẹ thôi. Cảm ơn hai con. Con cảm ơn chị. Xin được cảm ơn giám khảo Long Nhật rất nhiều. Và có thể nói là hai bạn nhỏ này như hai chàng hoàng tử bé đúng không ạ? Nhưng mà lúc nào cũng cảm thấy chững chạc thông qua từng cái tiết mục của tụi con. Còn cô Đoan Trang thì sao ạ? Qua cái phần trình diễn của tụi con, cô đánh giá được cái thế hệ mới thông minh quá. Tụi con chưa có được rèn giũa nhiều về kỹ năng, kỹ thuật âm nhạc, chưa được học tập nhiều về chuyên môn thanh nhạc, nhưng mà tụi con nắm được cái cách hát. Cái đó là cái điều phải nói là tựa trong cái máu của mình rồi, trong cái năng khiếu của các con rồi. Cho nên các con là những cái vốn rất là quý giá. Các con tài năng thực sự. Xem các con hát á, cô quên đi phải phân tích cái gì ở các con, mà làm cho cô thấy được một cái tình yêu về quê hương, về đất nước, về cha mẹ. Cảm ơn cô. Và tiếp tục ạ, xin mời giám khảo Huỳnh Lập. Nói về mà diễn viên Huỳnh Lập mà đi chấm ca nhạc thì nó hơi bị không có vô lắm. Hơi ngộ nghĩnh đúng không? Hơi ngộ nghĩnh nhẹ một chút xíu, là bởi vì bản thân mình nó không có am hiểu quá nhiều về phần nhạc đâu. Cho nên là tất cả về chuyên môn là nhường cho hai anh chị đây hết. Bản thân chú chỉ nhìn về tổng quan, về cái diễn xuất của tụi con thôi, về cái thần thái của tụi con. Cái bài hát này là cái bài hát nó quá là phù hợp với cảm xúc của tụi con. Nó nói về cái tình cảm của cái người con dành cho những đấng sinh thành mà. Nó không có cần phải tưởng tượng, nó không có cần phải hóa thân nữa, nó chẳng cần diễn xuất gì cả. Tụi con cứ lấy đúng cái tấm chân tình của tụi con dành cho cha, dành cho mẹ, dành cho những người đã nuôi nấng mình, là tụi con sẽ thể hiện một cách trọn vẹn nhất cái ý nghĩa của bài hát này. Thái Hà như vậy nè, Cái giọng của con cao lắm, chú nghe tới đâu là chú nổi da gà tới đó. Nhưng mà con hơi bị nhìn lung tung. Lúc mà bạn của con hát á, con cầm cái micro mà con cứ gì nè, giống như là con hoang mang, con nhìn con cái đi gì tìm á, cái gì đâu con chú? Tìm cái gì á. Giá như mà mình tập trung hơn được một chút xíu thì cái phần trình diễn của con sẽ hoàn hảo nhất có thể. Bạn Tấn Bảo thì có vẻ bình tĩnh hơn, kiểm soát được cái cảm xúc, cái gương mặt của mình. Cảm ơn hai tụi con rất là nhiều, bài hát rất là hay. Dạ. Giờ hỏi luôn, hôm nay có hồi hộp không con Thái Hà? Dạ không á. Không đúng không? Tấn Bảo cũng vậy đúng không? Đi tìm đồ ăn đó. Vậy hóa hả? Con cò chắc mà. Đối lắm đúng dạ, không con? Cò buổi tối đi tìm đồ ăn vậy thôi. Nhưng mà thực sự phải nói là cá nhân chú Minh Sù thấy là hơi tiếc tí xíu ở cái phần kết. Có nghĩa là mình... Ủa sao hết rồi ta? Hơi hận. Nó hơi hận. Nhưng mà đây cũng có thể là một chiến thuật. Nếu như các bạn muốn nghe nữa, nếu như ban giám khảo muốn xem nữa thì ban giám khảo phải giữ cặp đôi này lại. Bởi vì tối ngày hôm nay chúng ta sẽ quyết định cặp đôi thấp điểm nhất sẽ phải dừng lại cuộc chơi. Nhưng ngày hôm nay, các con thân mến, mở màn quá tuyệt vời. Một tràng hỗ tay cho Tấn Bảo và Thái Hà. Hai đứa ơi, ăn sáng xong rồi á, học bài đi nha con. À, còn đồ ăn trưa á, mẹ để sẵn ở trong cặp. Chút khi nào mà đi học qua nhớ đem theo nha không? Dạ, mẹ yên tâm đi làm nha mẹ. Tụi con tự lo được mà. Giỏi, mẹ đi nha. Mẹ mẹ có nhớ mẹ hứa với con cái gì không? Mẹ hứa gì đâu ta? Dạ thì hôm bữa mẹ hứa với con mua cho con cái đàn guitar đó. À, mẹ hứa mua cho con cái đàn guitar đúng không? Dạ. Mẹ quên rồi. Ô mẹ thật kỳ quá à. Mẹ quên là không biết mẹ mua về xong mẹ để ở đâu trong căn nhà này ta. À con cảm ơn mẹ. Con lấy giùm mẹ cái áo khoác mẹ đi làm. Dạ đi. Dạ. Ủa? À đàn guitar nè. Con cảm ơn mẹ. Trời ơi thích quá à. Con ơi thích không? Ủa mẹ, mà sao nó cũ quá vậy mẹ? Tại vì bây giờ á, con mới tập đàn thôi đúng không? Cho nên con đàn đỡ cái đàn cũ đi. Rồi sau này á, khi nào mà con đàn thành thạo rồi đó, mẹ sẽ mua cho con cái đàn mới thiệt là đẹp, được không? Dạ, con cảm ơn mẹ. Rồi, vậy ủa nha. Mẹ hả? Con cũng thích học đàn piano mà. Sao mẹ không mua cho con? Ai nói mẹ không mua? Yeah. Nè, nhắm mắt lại đi. Tên tên. Mẹ hả? Con thích đàn piano mà. Thì cái đàn này đàn piano nè con nè, để chữ piano đàng hoàng nè. Nhưng mà con thích đàn piano thiệt, con thích đàn piano đồ chơi. Hôm bữa con đâu có nói thiệt hay là đồ chơi đâu mẹ. Thôi nè, đừng có nhõng nhẽo nữa. Mẹ biết chứ, nhưng mà con biết sao không? Tại vì cái đàn piano thiệt á, nó đắt tiền lắm. Để từ từ rồi mẹ để dành tiền mẹ mua cho con nha. Từ từ gì hả mẹ? Mấy đứa bạn của con á, đứa nào cũng có piano hết rồi. Rồi, mẹ lãnh lương, mẹ sẽ gom tiền lại, mẹ mua cho con cây đàn thiệt là bự, thiệt là đẹp, được không? Nhanh nhanh nha mẹ. Rồi, vậy nha. Bây giờ như vậy, có đàn guitar rồi, hai đứa ở nhà ha, vừa tập đàn tập hát đi ha. Rồi dạ. Canh giờ học bài rồi đi học buổi trưa, nghe không? Dạ, rồi, mẹ. Mẹ đi nha. Em ơi, lại học chung với chị cũng được nè. Cái gì? Đàn guitar. Em á, chỉ thích học đàn piano thôi. Vì sao? Vì học đàn piano mới thể hiện được sự đẳng cấp, sang chảnh. Giờ học mình đi. Em ơi, sao mẹ để quên cái khăn rồi? Thôi hay là em ở nhà coi nhà nha, để chị chạy ra đưa cho mẹ cái đã. Nhớ coi nhà đó nha. Anh Trang trộn không con ơi? Anh Trang trộn không nè? Nay còn hỏi ngon lắm nè mấy đứa. Ăn không mấy đứa ơi? Anh Trang trộn không mấy đứa ơi? Sông cơn mưa vẫn rơi. từ chị băng quay gì bán chứ nè con, từ từ nha. Trời ơi, cái bà ở kia, bà đi đứng kiểu gì vậy? Dạ dạ xin lỗi, xin lỗi. Trời ơi, tôi xin lỗi. Dạ dạ không sao, xin lỗi. Từ từ với chị. Tôi xin lỗi, tôi làm tới nhà quá. Rồi thôi vô nhà nghỉ ngơi đi. Người thì bệnh hoạn mà suốt ngày cứ đi ra ngoài đường. Mẹ bị sao vậy mẹ? Mẹ không sao đâu con, cảm ơn chị. Cô ơi cô, mẹ con bị sao vậy cô? Mẹ con á, trời nắng chang chang vậy á mà đi ra ngoài gánh hàng rong chị... Rồi bả sai sẫm mặt mày á, xém tí bị xe đụng rồi. Trời, chị ơi. Thôi chị nghỉ ngơi đi nghe. Dạ không? Dạ cảm ơn chị. Thôi cô về nha con. Cảm ơn chị, dạ, nhiều. Cảm ơn cô. Cô về nha chị. Mẹ có sao không vậy mẹ? Mẹ không sao đâu con. Con đừng nghe lời cô nói nha. Cô nói lộn á, là mẹ từ ở công ty mẹ bước ra chứ mẹ không có đi bán hàng rong. Mẹ không có đi bán hàng rong gì hết mẹ. Mẹ không có đi bán mà. Thiệt á mẹ. Con biết hết rồi. Mẹ đừng có giấu con nữa. Bữa hôm á, con tính chạy ra đưa cái khăn cho mẹ. Rồi con thấy mẹ gửi hàng bên nhà cô Tư. Mẹ gánh hàng đi bán. Mẹ ơi mẹ đừng bán nữa nha mẹ. Vất vả lắm mẹ ơi. Không bán thì lấy đâu ra tiền hả cô? Công ty của mẹ giải thể lâu rồi. Bây giờ thì tìm việc làm khó khăn lắm. Chỉ có cách buôn gánh bán bưng như vậy á mới có thể là đắp đổi qua ngày được con à. Hai đứa con thì còn nhỏ. Ba con thì mất sớm. Mẹ phải vừa làm cha vừa làm mẹ. Mẹ cực khổ nhiêu mẹ cũng không quản hết. Miễn sao là hai con của mẹ ngoan ngoãn học giỏi là được rồi. Cho tụi con xin được thay cha chăm sóc mẹ, nhà mẹ. Mẹ ru con qua những đêm hè, rồi bật khóc sau khung cửa nhỏ. Bố không về, nỗi đau mẹ sâu đắng cay ở sâu trong lòng. Mẹ hay tin vẫn còn có con bên mẹ, giọt nước mắt ấy cứ mãi tan vào đêm tối không mong. Dù con hay biết nhưng sợ mẹ buồn, con không nói nên lời. Ngày trở đi thương hai đứa con bơ vơ, một mình yêu đuối vai mẹ. Mẹ buồn bao nhiêu, nhọc nhằn bao nhiêu, con thấu hết. Giờ con lớn rồi, giờ con đã nên người. Cả tuổi thanh xuân mẹ hy sinh để thấy con cười. Tình thương của mẹ lớn hơn cả biết trời. Hãy subscribe là em phải bắt cóc chị Trang một tí xíu. Chị có cảm xúc như thế nào ngày hôm nay hỗ trợ cho đêm chung kết của Phương Nhi và Các Viên ạ? Không biết sao nữa, cuộc đời mình này mình chưa có gia đình, nhưng mà không biết sao là khi mà hỗ trợ cho mấy đứa nhỏ thì thấy nó cảm giác giống như nó con mình vậy đó. Rất mừng là hai bé hôm nay là hát trôi chảy, hát ổn. Trang Hố Tây nữa với sự hỗ trợ của nghệ sĩ Hồng Trang. Xin được cảm ơn chị Trang rất là nhiều ạ. Xin mời chị Đoan Trang ạ. Ôi, cái tiết mục này xúc động quá tụi con. Bé Viên với bé Nhi diễn rất là ra cái vai của mình. Cũng thêm một bất ngờ nữa là con chơi đàn guitar. Con đánh rất là tự nhiên, vừa hát vừa đàn. Đó, tuy nhiên cái thế ngồi của con á, nó không có được thoải mái lắm cho con. Cho nên có những cái đoạn cao thì con hát nó không được bay lắm như những cái tiết mục khác. Vần cuối á, hai đứa con quá là nhập tâm, quá cảm xúc, cho nên cái bè cũng như là cái câu cuối đó nó hơi rung rẩy chút xíu. Nhưng nó cũng vẫn mang lại một cái gì đó nó rất là chân thật. Cho nên nhìn chung thì cô cũng đánh giá khá cao tiết mục này. Cô chúc mừng tụi con. Dạ, con cảm ơn cô ạ. Tiếp nối ạ, xin mời cô Phương Vy. Nói về cái chủ đề này thì cô là bao lệ luôn. Tại vì cô đã từng là cái cô gái đòi cái đàn piano đó. Cô cũng đã từng là cái cô gái đòi cái đàn guitar đó. Và ngày hôm nay cái cô gái bị đòi đang ngồi. Chỉ khi nào mình thấy được mẹ mình cực khổ gian truân thì mình mới biết thương mẹ. Và cảm ơn tụi con rất là nhiều vì đã mang đến một cái màn trình diễn rất là xúc động ngày hôm nay. Vì đã từng hát một cái bài hát về mẹ ở trên sân khấu, ca khúc Mẹ Yêu. Bản thân Vi là đã đi hát rất là lâu rồi, nhưng mà lúc hát bài đó mẹ ngồi dưới cái khóc mà Vi hát vì vỡ giọng không. Con hát phải nói là mặc dù cũng có hơi run rẩy đó, nhưng mà bình tĩnh hơn cô ngày xưa rất là nhiều, rất là bản lĩnh. Chúc mừng hai con. Dạ, cảm ơn cô. Lúc mà Các Viên ngồi đàn cái đàn đó, từng cái dọc đàn lên đó thì nghe nó rất là chứa chan, như là đi vào trong hồn mình á. Mặc dù là chú biết là ở đâu đó nó vẫn còn những cái vụng về của con trong cái tiếng đàn đó, nhưng mà nó phù hợp với cái tình cảm của con lúc đó. Chú rất là xúc động. Chúc mừng hai con. Cảm ơn và chúc mừng cho Phương Nhi và Các Viên.